ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm hồi thương Phật Bồ Tát, cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh đời năm trước con xin vào trước một chúng sanh quá Phật chưa thành, con nguyện công chứng vô sanh thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa cộng đoàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 tháng 6 âm lịch năm Quý Tỵ. Chúng ta có đủ duyên lành để trở về đạo tràng chùa Long Hương. Chúng ta tiếp tục học bản kinh Lăng Nghiêm. Thì trong những lần trước chúng ta đã học cái phần nhĩ căn này, chọn căn viên thông, thì chúng ta đã học xong cái đoạn thứ 8 là do ý căn mà chứng viên thông. Thì rồi chúng ta đã học xong phần này rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần kế là do nhãn thức mà được chứng viên thông. Chúng tôi xin đọc phần chánh văn trước. Ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: từ nhiều kiếp đến nay, tâm thấy của con được thanh tịnh. Tuy con thọ sinh nhiều đời như số cát sông Hằng như vậy, mà đối với các pháp biến hóa nơi thế gian và xuất thế gian, một phen thấy liền thông suốt không có chướng ngại. Con ở giữa đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba cùng đi và tuyên nói pháp nhân duyên. Con ngộ được tâm không bờ mẻ. Con theo Phật xuất gia, chỗ nhận thấy sáng suốt viên mãn, được pháp đại vô úy, thành quả A-la-hán, làm trưởng tử của Phật, do miệng Phật mà sanh,
Do pháp của Phật mà hóa sinh, nay Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con thì tâm thấy phát sáng, sáng cùng tột các tri kiến, đó là thứ nhất. Trong mấy lần trước rất là căn viên thông, bây giờ tới ngày Xá Lợi Phất là một vị mà được trời người đều khen tặng là người đại trí Xá Lợi Phất sau Đức Phật. Tức là trong cái 10 đại đệ tử của Đức Phật á, thì người mà trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất. Và người mà có thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất á, ngài đã nhiều đời cái thấy biết thanh tịnh rồi. Và trí tuệ của ngài đã sáng suốt đến mức độ mà khi ngài vào thai, mẹ của ngài là một người bình thường, và ngài có một ông cậu là luận sư nổi tiếng của Ấn Độ trong thời đó. Không ai có thể tranh luận về triết học, về đạo học, tất cả mọi cái ông mới đứng ra thì tranh luận là tất cả mọi người đều phải bị khuất phục, tức là bị ông điều phục, không ai có thể nói chuyện lại với ông cả. Nhưng mà khi ngài Xá Lợi Phất vào trong thai mẹ thì bà mẹ đột nhiên lỗi lạc và nói chuyện với ông cậu của mình là ông này lại lý luận thua bà mẹ. Thì ông cậu sợ quá vào trong rừng bắt đầu tu tập tiếp. Là trong lúc ông tu tập để ông tìm những lý luận hay ho, những cái tuyệt hảo nhất để mà trở về tranh luận với bà chị. Nhưng rồi cũng nhiều lần tranh luận với bà chị đang mang cái bầu thai khủng khiếp đó, lại cũng tranh luận không lại. Và ông có một cái biệt danh là sau khi mà tranh luận không lại rồi vào rừng tu quên cắt móng tay, cho tới móng tay dài, người ta đặt là ông Phạm Chí Trường Tảo, tức là một ông Phạm Chí mà móng tay dài, nổi tiếng Ấn Độ ngày xưa. Lý do là không tranh luận lại với mẹ của ngài Xá Lợi Phất trong lúc ngài đã lọt vào bào thai mẹ. Tại như vậy là ông tu cho tới quên cắt móng tay móng chân, nghiên cứu tất cả những cái luận thuyết, nhưng mà cuối cùng rồi cũng bị thất bại với bà chị của mình. Như vậy là chúng ta thấy là ngài Xá Lợi Phất tuy hiện tướng tỳ kheo, và trong văn kinh thì nói ngài chứng quả A La Hán, nhưng thực sự quả vị này không phải đợi gặp Đức Phật ngài Xá Lợi Phất mới chứng, mà ngài chỉ hiện tướng làm tỳ kheo để chứng quả lại hán hộ dòng pháp của Đức Phật thôi. Chứ ngài đã đủ trí tuệ sáng suốt vào bào thai, mà cái trí tuệ đó ảnh hưởng ngược lại bà mẹ của mình, để bà mẹ có một cái trí tuệ vượt bậc nổi tiếng Ấn Độ trong cái thời đó, không ai có khả năng mà lý luận lại ngài Xá Lợi Phất. Và khi ra đời cũng vậy, ngài Xá Lợi Phất là một người rất là giỏi, và ngài và ngài Mục Kiền Liên á, là hai người bạn thân trước khi gặp Phật. Hai người này trên đường tìm chân lý và cũng làm hóa chủ cũng rất là nhiều đệ tử. Nhưng mà hai người cũng có một cái thao thức ở bên trong là cái việc mình cũng chưa xong, mặc dầu rất là giỏi, đệ tử rất là đông, nhưng mà cảm giác rằng mình chưa có thông. Những vị thánh họ luôn luôn có cái cảm giác này. Còn những người mà không có căn cơ bậc thánh, tức là những người không phải là những cái vị tương lai chứng đắc thánh quả đó, thì họ hiểu biết một tí, họ nghĩ mình là cao thủ rồi, thậm chí nghĩ mình đã chứng thánh rồi. Tại vì kinh điển, kinh nào mình cũng thuộc, sách nào mình cũng nhớ, lý luận cỡ nào mình cũng thông. Nhưng thực sự cái đó là cái thông của tâm thức thôi. Nhưng mọi người cứ hiểu lầm cái hiểu biết mình thông là mình là thánh đó. Thật ra bây giờ có rất là nhiều cái vị đã được học, được hiểu về kinh điển của Đức Phật, và cũng có nhiều người nghĩ rằng mình đã thành thánh. Và đi giảng các nơi, chúng tôi thấy là chúng tôi cũng gặp rất là nhiều người như vậy, chư tăng cũng như cư sĩ của chúng ta, hiểu đạo một chút nghĩ mình là thánh hiền rồi, và cứ không thèm đi tới những đạo tràng học, không thèm đi tới những đạo tràng tu tập. Thậm chí có những người cư sĩ hiểu biết Phật pháp, tự nghiên cứu rồi tự làm thầy thiên hạ đi giảng thuyết, mà không cần phải quy y Tam Bảo, không cần gì hết.
và thậm chí còn chê bai những người đang tu trong chùa, kiến thức không bằng họ, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó, nó cái lỗi lầm để có thể trả một cái giá rất là đắt là ngay trong đời này người đó sẽ mù mịt đối với cái việc sinh tử. Mặc dù kiến thức rất là giỏi, là một người uyên thâm trong Phật Pháp, nhưng mà đối với sinh tử người này sẽ mù mịt. Và cái phút chốc cận kề sinh tử thì bao nhiêu kiến thức này nó sẽ trả lời cho họ biết là họ sẽ bị rối ren, không có bình an trước phút bỏ cái thân này. Đó là cái tai họa của người có nhiều kiến thức. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất á, ở đây Ngài nói là từ nhiều kiếp đến nay, cái tâm của Ngài đã thanh tịnh rồi, cái thấy của Ngài từ nhiều kiếp đã thanh tịnh rồi, mà đã thọ sinh trong sinh tử nhiều đời nhiều kiếp như số khác song hằng. Vậy mà đối với tất cả pháp biến hóa của thế gian và xuất thế gian một phen, thấy thông suốt không có một chút nào chướng ngại hết. Vì vậy là chúng ta mới thấy rõ ràng Ngài đã thông đạo lý từ nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp đi theo Đức Phật này đâu. Như vậy mà đời này ra rất là rõ thông nhiều luận thuyết, ngay cả đạo lý, mà Ngài chưa có thực sự gặp Đức Phật, thì coi như cái quả vị A-la-hán cũng chưa được ai kiểm chứng. Thì ra Ngài thấy có một cái gì đó, có cái gì đó nó chưa thông. Thì người tu mình phải có cái điều này. Những cái người tu hành chân chính, khi sinh tử chưa thông thì mình phải dứt khoát có sự thao thức. Dù mình lý luận được hết, dù mình có thể hiểu hết mọi điều, nhưng mà mình biết rằng một lần để giải quyết sinh tử chưa xong trong đời này, đời khác mình thông như thế nào không cần biết, mình là các vị Bồ Tát tái lai như thế nào không cần biết cái chuyện quá khứ của mình. Nhưng nếu đời này mà mình chưa có một lần thông sinh tử, chưa có một lần chết đi sống lại để thực sự là một người tự tại sanh tử trong kiếp này, thì dứt khoát là trong lòng phải thao thức. Còn nếu chúng ta không thao thức, chúng ta ỷ lại cái quá khứ của mình là từ cõi trời tới, từ cái vị gì chư thiên cõi nào tới, vân vân, mình là cái người đã giác ngộ kiếp trước rồi, vân vân, tất cả những điều đó sẽ làm chướng ngăn cái sinh tử chúng ta. Và nếu như đời này mà chúng ta không phá được sinh tử thì chúng ta sẽ tiếp tục ra đi mù mịt, dù trước kia chúng ta là ai. Cho nên ra bất kỳ đời nào thì người đó phải tỏ thông sinh tử, phải tự tại sinh tử chứ không nói việc thứ hai. Mặc dù mình rất là giỏi, mình rất là thông, ở đây Ngài Xá Lợi Phất nói là tất cả những pháp biến hóa của thế gian và xuất thế gian á, với Ngài chỉ cần nhìn thấy một cái là rõ thông không chướng ngại, thì trí tuệ Ngài đã siêu xuất rồi. Vì vậy là một phen Ngài đi giữa đường gặp anh em của ông Ca Diếp Ba cùng đi và bàn luận với nhau nhiều điều. Thì Ca Diếp Ba là đệ tử xuất gia của Đức Phật. Khi bàn bạc nói tới cái lý nhân duyên thì Ngài Xá Lợi Phất chợt ngộ được lý nhân duyên cho Ngài nói. Và sau đó Ngài mới hỏi thầy của Ngài là ai, thì Ngài Ca Diếp nói thầy của tôi là Đất Như Lai đang trụ ở tỉnh xá đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất tức tốc đi gặp Đức Phật. Ông Sử Liệu có nhiều đoạn nói là khi gặp đảnh lễ Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất đã chứng quả La Hán. Và cũng có một số tài liệu nói là sau khi gặp Đức Phật đúng 7 ngày thôi, không có lâu, là Ngài đã chứng quả La Hán. Thì cũng rất là nhiều cái sử liệu như vậy. Thì coi như khi gặp Đức Phật rồi thì Đức Phật ấn chứng cho Ngài chứng quả A-la-hán. Thì từ đó trở về sau á, Đức Phật cho Ngài Xá Lợi Phất giống như quản chúng vậy đó, tức là một người đứng đầu trong cái hàng tăng chúng để phụ với Đức Phật giáo hóa ở trong cái thời Đức Phật còn tại thế, là một trong những người mà có công rất lớn trong cái giai đoạn mà Đức Phật vẫn còn giáo hóa ở tại đất Ấn Độ này. Như vậy là khi mà Ngài đã theo Phật xuất gia thì Ngài không có nói là bao lâu, nhưng mà đã đạt tới cái đạo quả A-la-hán rồi, làm trưởng tử của Phật, tức là một cái chúng lớn Đức Phật. Nhưng mà Ngài đã nói là một cái câu nói của một người đệ tử rất đáng thương và rất là chuẩn mực cho cái những người học đạo sau này. Ngài nói dù Ngài đã chứng quả A-la-hán là làm trưởng tử của Đức Phật, nhưng mà từ đâu? Do miệng Đức Phật mà sinh ra, do pháp của Đức Phật mà lớn lên, là mạ hóa sinh. Tức là khi một cái người mà học đạo á, khi mà họ thành tựu đạo quả với vị thầy mình, thì lúc nào
Họ cũng nghĩ rằng mình được sống ở đây là do thầy mình sanh, sống ở đây là sống trong đạo. Thì từ cái miệng của thầy sanh ra, tức là ngài Xá Lợi Phất sở dĩ mà được chứng quả La Hán là do sự chỉ dạy của Đức Phật. Cho nên ngài nói là ngài từ miệng của Đức Phật mà sinh ra ở trong chánh đạo, ở trong chánh pháp. Bất kỳ một người đệ tử nào khi học đạo, họ cũng khi mà họ được triệt ngộ với ông thầy, thì đó là một câu nói để thể hiện cái sự tôn kính và lòng tri ân của mình đối với vị thầy. Dù mình ở chứng quả nào, dù mình có thành tựu cái việc gì ở thế gian này, thì mình cũng biết rằng mình được sinh ra do ai. Cha mẹ mình sinh ra cái thân xác này, nhưng mà khi đi vào thật Phật pháp thì được Phật, được thầy tổ mình sanh ra một lần nữa ở trong chánh pháp. Đó là một lời tràn ngập cái sự tôn kính và tri ân của mình, và thể hiện một cái đạo đức chân chánh của một người chứng thánh quả. Thì trí tuệ họ thấy rõ ràng, khi mà được sanh ra thế gian là cha mẹ, nhưng mà được sanh ra trong thánh đạo, trong chánh pháp, rõ ràng là Đức Phật sanh. Và cũng do pháp của Đức Phật mà được từ phàm phu trở thành thánh hiền. Cho nên được do pháp Đức Phật mà hóa sinh ra cái thân tâm của ngài. Bây giờ không phải là thân tâm của cha mẹ sanh, không phải là một con người bình thường nữa, mà đã được Đức Phật sanh ra trong dòng pháp rồi, đã được hóa sanh từ một cái người phàm phu thành một vị thánh A-la-hán. Thì tất cả những cái công lao đó là do sự dạy dỗ của Đức Phật. Cho nên á, khi mà Đức Phật hỏi về viên thông, thì chỗ chứng của ngài, ngài thấy rằng cái tâm phát sáng và cái sáng cùng tột của các tri kiến là thứ nhất. Ở đây chúng ta thấy cái câu nói kết thúc khi mà trình bày về chỗ viên thông của ngài Xá Lợi Phất. Thế ngài thấy rằng cái tâm mà phát sáng của mình và cái sáng cùng tột các tri kiến, ngài nói rất rõ ràng, cái sáng cùng tột của các tri kiến đó mới là bậc nhất. Chứ còn ví dụ như bây giờ mình tu đến một cái đoạn nào đó tâm mình phát sáng, thì mình có thể rõ thông được tất cả những kinh điển của Đức Phật đã chỉ dạy trong Tam Tạng. Mình hiểu hết tất cả những cái luận của các vị thiền sư, các thiền ngữ các vị thiền sư. Tất cả những điều đó đối với mình không có còn lầm lạc gì nữa, đụng đâu mình có thể hiểu đó. Nói bất kỳ ở đâu, nói bất kỳ chỗ nào, những kinh luận sâu màu nào mình cũng có thể biết được. Và tâm phát sáng sẽ không lầm lẫn cái việc thế gian. Mình có khả năng giữ được cái ánh sáng của tâm để mình thấy rõ được tất cả những nghiệp tập phiền não không lầm lẫn ở nơi tự tâm của chính mình. Thì vậy là tâm mình đã phát sáng. Nhưng có một cái điều ngài nói là một câu thứ hai nữa là cái sáng cùng tột tất cả các tri kiến. Đây là vấn đề mà chúng ta phải thấy lại. Thì vậy là tất cả những cái hiểu biết của Phật pháp của mình á, tất cả những cái thấy hiểu trong kinh điển, tất cả những sự chứng đắc của mình đều là gì? Đều là tri kiến, là sở kiến của chính mình. Cho nên khi cái tâm phát sáng rồi, không có nghĩa là mình tỏ thông tất cả những lý luận, tất cả những kinh điển, tất cả những điều ngóc ngách nào trong lý luận của các luận tổ chúng ta đều tỏ thông hết, thì đó cũng là một cái sự phát sáng. Nhưng chúng ta phải sáng đến mức độ cùng tột tất cả tri kiến là gì? Tri kiến là gì? Ở đoạn đầu Đức Phật nói là cái gì? Tri kiến mà lập tri kiến là sao? Là gốc của vô minh. Tri kiến mà vô kiến tức là gốc của niết bàn. Thành ra thấy tri kiến thực sự, tất cả những hiểu biết, tất cả những nhận định ở trong thế gian này, nó là gì? Nó là gốc của vô minh. Tất cả những cái hiểu biết đó là gốc của vô minh. Cho nên thấy cùng tột tất cả những tri kiến đó là gì? Là không tri kiến, đúng không? Cho nên khi mà mọi người học đạo đến một cái từng đoạn nào đó, họ không muốn lý luận, tại tất cả những lý luận đều trở thành hí luận. Dù cho kiến giải hay cỡ nào, nó cũng chính là hí luận. Do đó có một cái số những vị mà gặp nhau để nói chuyện đạo lý, có những vị thiền sư gặp nhau mà họ ngồi uống trà, mình rình mình nghe coi hai ông thiền sư nói cái gì. Ông này rót một ly trà đầy dâng cho ông kia cầm bình trà, cầm ly trà lên ngửi và uống một cách rất là tỉnh táo, một cách rất là thiền vị, xong để ly trà đó. Rồi mình ngồi mình lắng tai riết, mình không nghe ông nói câu nào, rồi tiếp tục uống ly trà thứ hai. Có khi ngồi một ngày
không nói câu nào hết. Nhưng mà hai người này hiểu nhau không? Rất hiểu, mà người ngoài không biết gì. Có khi hai người ngồi với nhau cả ngày không nói câu nào. Có khi hai người chỉ cần gặp nhau xá chào một cái là thôi đi. Nhưng mà hai người rất là tương thông với nhau. Nhưng mình cũng không biết là ông thầy này ông chào ông thầy kia, có biết ông thầy kia ở đâu không nữa. Ông thầy kia chào ông thầy nọ, không biết thầy nọ ở đâu không. Nhưng mà thật sự họ rất là tỏ thông với nhau. Có khi 5-7 năm trời không gặp nhau thì người ta cứ nhìn thấy là ông thầy này sẽ không gặp ông thầy kia, nhưng mà họ rất là thông cảm với nhau nhiều điều. Điều đó là những cái điều tương thông trong tâm linh. Thật ra rất ít có người có khả năng biết được những cái chuyện nói, những cái cách mà giao thiệp với nhau ở trong đạo, mà ở cái chiều sâu của thiền học đó, chúng ta không hiểu nổi. Nó đợi nói ra câu này, đợi có ngôn ngữ kia chúng ta mới có thể hiểu được mọi điều. Như sự thật không cần. Có những cái vị thầy giỏi, có những cái người học trò giỏi, chỉ cần ông thầy mình nhìn cái sự việc thôi là người học trò muốn biết được ông thầy nói điều gì. Như ngày xưa có ở trong đạo tràng của một cái vị thiền sư, sau khi ngài ngủ thức dậy, ngài nói là ta có một giấc mộng. Ngài thăng tòa hội chúng rất là đông như thế này. Ngài nói ta có một giấc mộng, có ai thực hiện được giấc mộng của ta không? Có hai vị đệ tử siêu sức trừ đụng chúng đứng dậy, một ông đi vào trong bưng thao nước ngông, bưng cái khăn ra cho ông thầy rửa mặt lau mặt. Đó, cả đại chúng ngơ ngác không biết ông thầy mộng cái gì, không biết ông thầy ông mộng cái gì. Nhưng mà có hai người hiểu ngài, hai người đệ tử siêu sức hiểu ngài. Một người do bưng thao nước, người bưng cái khăn. Đó, đã thực hiện được giấc mộng của ông thầy. Ông thầy ngủ thức dậy không thèm giúp miệng, không thèm rửa mặt. Chỉ cần nói như vậy thôi. Thật ra khi mà có một cái sự tương thông đạo lý á, thì tự động người đệ tử sẽ rất là hiểu thầy của mình muốn làm cái gì. Có khi ông thầy chỉ cần ngủ thức dậy, ông thầy đi cái kiểu đó, người đệ tử mình có thể biết được thầy. Đó là thầy hiểu trò. Ông thầy tằng hắn cái kiểu gì, ông thầy ho hen kiểu gì là đệ tử sẽ biết. Đệ tử sẽ làm đúng như cái điều mà thầy mình muốn làm. Thì các vị thiền sư cũng vậy. Khi mà gặp nhau á, thì trong nhà thiền gọi là gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, mà chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ. Khi các vị gặp nhau rồi thì cái việc mà trình kiến giải, việc mà để có thể nói, để tương thông với nhau có rất là nhiều cách đối với thiền sư. Và những vị mà lỗi lạc rồi á, thì khi họ gặp mình á, không cần hỏi mình câu nào đâu. Những thiền sư mà đạt tới cái đỉnh điểm siêu sướng rồi á, giống như ngày Xá Lợi Phất này, cái pháp biến hóa của thế gian đúng không? Và xuất thế gian biến hiện trước mặt một lần nhìn thấy là tỏ thông, tức là khả năng ngày Xá Lợi Phất đã như vậy rồi. Cho nên mình chỉ cần mình cười với ông thầy một cái là cái chuyện đúng sai hay dở của mình là chắc chắn ông thầy sẽ biết. Nếu ông thầy thông tâm của mình rồi thì ông thầy sẽ thông chuyện bên ngoài. Một cái cười, một cái nói, một cái đi, một cái đứng của bất kỳ một hành giả nào tới trước mặt, họ biết được cái tâm thức họ đang ở cái tầng nào. Người này là cái người thông Phật pháp hay là còn kẹt. Dù có nói một câu thông cỡ nào nhưng mà họ thấu được cái tâm mình còn dính đâu thì người ta sẽ biết mình và tìm cách khéo léo để mà tháo gỡ mình thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng phải đợi ông thầy mà trình kiến giải thế này thế kia, thấy ông thầy đến thinh rồi không nói hả? Có nhiều khi á, trình kiến giải 3 ngày, 7 ngày ông thầy không bao giờ trả lời câu nào với mình. Nghĩ ông thầy này chắc là ông bí rồi, mình kiến giải mình siêu lắm rồi, mình nói ra ông thầy không biết đường trả lời. Biết đường trả lời. Nhưng mà đợi một lúc nào đó ông thầy sẽ nói cho mình một câu. Lúc đó có khi có những người có những cái kiến giải mà trình thầy tổ á, ông thầy có khi ngồi nín lặng, có khi cũng thèm nghe luôn. Mà dứt khoát là ông thầy rất là rõ mình, nhưng mà lúc đó không phải nói, không phải là lúc để nói cho người đó câu đó. Không phải giải bài cái kiến giải kia, không phải khẳng định hoặc phủ định kiến giải đó, là ông thầy sẽ không bao giờ mở lời. Và lúc nào cần thiết tự động thầy sẽ kêu mình nói một câu gì đó. Ví dụ vậy. Thật ra những cái lối mà tri kiến ở trong thế gian này, khi mà nói hoặc là nín thì với một người mà triệt ngộ họ thấu tột. Cho nên là cái sáng cùng tột tất cả những cái tri kiến, đó mới là cái phát sáng tâm của mình. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài nói là khi tâm nó phát sáng rồi và cái sát phát sáng đó
tất cả những tri kiến đạt đến cái cảnh giới cùng cực của nó. Nói cái kiểu phàm thì ông sẽ hiểu thông theo kiểu phàm, nói cái kiểu thánh ông sẽ tỏ thông theo cái kiểu thánh. Và ở cái tầng thánh nào khi mở lời ra, một lời, nửa lời, hoặc là bất kỳ một cái hành động cử chỉ này trong thế gian này, ngài đều rõ biết cùng tột của nó. Đây là trí tuệ, phải nói là trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Thì vậy là ngoài cái tri kiến, cái hiểu biết của mình, ngài cũng thấy đến mức độ tận cùng của nó rồi. Tức là ngài không lầm đối với tri kiến này. Tri kiến mà hiểu về mặt tri thức, những cái tri kiến mà do cái sở đắc của công phu, hai loại tri kiến này ngài đều tỏ thông với chính mình. Và khi một cái hành giả nào tỏ thông được cái điều đó với chính mình rồi á, thì người đó sẽ tỏ thông tất cả những cái tri kiến của người khác về việc thế gian và xuất thế gian. Cho nên trong 10 cái danh hiệu Như Lai là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải đó. Tức là tất cả những cái việc thuận nghịch đúng sai hay dở tịnh quế của thế gian, mặc dù cái người tu không phải là cái người đi sâu vào trong đó, nhưng mà ngài rất là tỏ thông đó. Còn những cái quả vị tu chứng của thánh hiền cũng là một cái dạng tri kiến trong Phật đạo, nhưng ngài Xá Lợi Phất cũng tỏ thông nó từ cái quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thậm chí cả những cái bậc tu chứng các vị Bồ Tát, ngài Xá Lợi Phất cũng tỏ thông. Khi nào còn tri kiến đẳng giác vẫn tỏ thông, đạt tới cảnh giới diệu giác như Đức Phật, đạt tới cái trí tuệ đó, ngài cũng có khả năng tỏ thông. Nhưng mà ngài hiện tướng là một vị tỳ kheo, rồi chứng quả A La Hán trong hàng đệ tử Đức Phật, để hộ cái dòng pháp Đức Phật. Chứ chúng ta đừng có nhìn nghĩ là trong lịch sử nói các vị này cho chứng quả A La Hán, rồi các vị tu tập theo đại thừa, có một cái nhìn lầm lẫn về các vị đại đệ tử Đức Phật, là cho rằng các vị cho chứng quả A La Hán thôi, không có biết gì thêm về Phật quả, chỉ tu theo nguyên thủy, không biết về đại thừa, thì đó là những kiến giải sai lầm. Khi ngài Xá Lợi Phất nói đến điều này thì biết rằng ngài trước Đức Phật, ngài trình kiến giải đối với ngài là cùng tột tất cả những tri kiến, những cái thấy biết thế gian và xuất thế gian, chỉ một phen thấy qua là tỏ thông không lầm lẫn rồi, thì không phải là người bình thường. Ví dụ như mình thấy cái chuyện đó, mình phải quán nó là tịnh, là uế, là chân, là ngụy, tất cả mọi cái. Nhưng mà với ngài Xá Lợi Phất chỉ cần qua mắt là tỏ thông. Cho nên á, một người mà chứng quả Tu Đà Hoàng xuất hiện trước mặt ngài Xá Lợi Phất, không cần nói câu nào, chỉ cần đi ngang ngài biết là người này chứng quả Tu Đà Hoàng. Chứng quả Tư Đà Hàm chỉ cần liếc một cái là ngài Xá Lợi Phất biết. Nghe hơi thở mình ngài cũng biết mình thuộc về cái loại nào. Mình chết mình đi đâu, mình về đâu, là các vị đó tỏ thông không lầm lẫn một mảy may nào hết. Thì vậy mới gọi là thấy tung cổ cung tột tất cả những tri kiến. Đó, cho nên đối với Phật đạo, khi nào mà đạt tới cái chỗ này thực sự mới là người có đầy đủ trí tuệ. Thật ra khi Đức Phật khen tặng, và thế gian cũng như chư thiên đều khen tặng ngài Xá Lợi Phất là ngài đại trí Xá Lợi Phất. Và cũng trong kinh có một lần Đức Phật nói là về cái trí tuệ ở thế gian này, trong hiện tại, trong cái hiện đời của Đức Phật á, thì ngoài Đức Phật ra không ai có khả năng trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất cả. Đó là một điều đáng, phải nói là đáng kính nể. Tức là Đức Phật nói là dưới ngài, dưới Đức Phật, ngoài Đức Phật ra không ai có cái khả năng trí tuệ bằng. Cho nên là thế gian tôn xưng ngài là đại trí Xá Lợi Phất. Nhưng mà không phải là ngài một đời đó. Chúng ta đọc thấy đoạn đầu đó, ngài đã nhiều đời, đã trải qua như số cát sông Hằng, không bị lầm lẫn trên tất cả những cái biến hiện của thế gian và xuất thế gian rồi. Cho nên đã nhiều đời nhiều kiếp, ngài đi ra đời, đi cõi này cõi kia để làm Phật sự độ sanh, và đời này ngài quay lại cùng một đời Đức Phật để cùng giáo hóa cõi này, thì rõ ràng là ngài lặp lại những cái việc mà Phật sự lợi ích chúng sanh mà thôi, chứ không phải là ngài là cái người không có trí tuệ để đi tầm đạo giống như chúng ta. Cho nên cái đó là cái thấy nhãn thức của ngài, tức là cặp mắt của ngài có đầy đủ cái trí tuệ Phật đạo để phá vỡ sinh tử luân hồi trong ngàn đời ngàn kiếp của mình. Thì đối với ngài, cái nhãn thức là một cái gì đó bậc nhất, là cái gì đó bậc nhất. Tức là khi thấy, ví dụ như chúng ta trở lại là cái căn và trần đi, thì trong lần trước chúng ta nói căn là nhãn căn, tức là con mắt chúng ta thấy được sự vật. Và khi con mắt thấy được sự vật thì cái gì xảy ra? Là cái nhãn thức, tức có nghĩa là cái nhận biết khi con mắt đang thấy sự vật, thì đây gọi là nhãn thức của mình.
Chúng ta hiểu điều này. Chúng ta nói cái nhận biết, chứ chúng ta không nói là cái sự phân biệt. Vì sao? Vì sự phân biệt là nó xa lắm rồi. Cho nên nó có những cái từ ngữ trong chuyên môn chúng ta đã từng học. Chúng ta nói là cái thức là sự phân biệt. Thì vậy là khi con mắt nhìn sự vật thì nó phân biệt cái sự vật đó là trắng hay là đen, là đúng hay là sai, là xanh là đỏ, là vàng gì đó. Thì đợi tới khi đó mới gọi là cái nhãn thức phân biệt thì quá xa rồi. Quá xa rồi vì sao? Vì chúng ta còn sử dụng nhãn căn. Thì ngay khi nhãn căn tiếp xúc với trần, với sắc trần, thì khi đó là có sự nhận định tức thì, không trước không sau. Không phải đợi chúng ta thấy rồi cái nhãn thức mới hoạt động phân biệt. Không phải là cái sự phân biệt. Cho nên sự định nghĩa nhãn thức là sự phân biệt giữa căn và trần thì còn xa lắm. Mà là một sự nhận biết khi căn trần gặp nhau. Ngay khi căn trần gặp nhau là chúng ta đã có cái thức gọi là nhãn thức phân biệt đó. Mắt chúng ta vừa thấy hình sắc thì có một cái sự nhận định đó đó. Sự nhận biết đó tính là nhãn thức, chứ không phải là lâu. Không có một cái khoảng sắc na trước sau này. Như vậy là cái sự nhận định để rõ biết pháp trần là thức, là nhãn thức. Cho nên chúng ta phải thấy được cái tinh tế của cái nhãn thức và nhĩ thức, chứ không phải là đợi rồi khởi niệm phân biệt chúng ta mới biết là chúng ta đã đi quá đà rồi, quá xa xuống, quá sâu rồi. Ra cái thiền mà có cái dịp chúng ta nói là cái thiền tứ niệm xứ thì chúng ta cũng sẽ nói tới cái chỗ này. Tức là ngay cái khoảnh khắc mà mắt chúng ta thấy thì lúc đó có cái gì? Mắt chúng ta được tạm gọi là căn, phải không? Căn trần, nhãn căn. Nhãn căn đó là cái gì? Là thân căn, đúng không? Thì thân căn đang sôi rọi cái pháp trần thì có cái gì? Có hai rồi, phải không? Có thân và gì? Có pháp. Tức là trong tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm và pháp, đúng không? Ví dụ là ngay cái khoảnh khắc đầu tiên mà mắt chúng ta thấy pháp trần thì lúc đó đã có đầy đủ thân, thọ, tâm và pháp, chứ chúng ta không đợi lâu. Ví dụ là khi mà căn đã chạm với trần là có thân và có pháp, thức nhận định là thành tâm của mình. Và ngay khi nhận định đó, một cái khoảnh khắc trong một sát na thôi là có khổ có vui và không khổ không vui, tức là cái thọ. Thì ví dụ như chúng ta vừa chạm mắt thì có thọ không? Chưa thành khổ thành vui có thọ không? Ai nói chỗ này không có thọ? Nhưng mà rất là nhiều người công phu tu hành đó là tôi giờ mắt tôi thấy sắc tôi không khởi niệm là tôi không có thọ. Đương nhiên là không có thọ khổ, không có thọ vui, nhưng mà lúc đó đã có thọ xuất hiện vì nhãn căn đã tiếp xúc với sắc trần. Ngay khi tiếp xúc đó là có thọ. Thật ra lúc này chỉ cần một âm thanh hiện ra là có đầy đủ thân, thọ, tâm và pháp. Thì người nào tu thiền tứ niệm xứ của Đức Phật mà không nhận biết được mọi thời, mọi khách đều là thân, thọ, tâm, pháp hiện hữu một lượt, thì đó sẽ chia chẻ cái thiền tứ niệm xứ của Đức Phật ra, biến thành những cái loại tu phân nhánh và có những cái quả vị tu chứng lưng chừng, không giải quyết triệt để sinh tử. Và người nào mà nhận biết được ngay từng khoảnh khắc một trong đời sống này có đầy đủ thân, thọ, tâm, pháp thì người đó có khả năng ngộ được cái thiền tứ niệm xứ mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Chúng tôi dùng cái từ là ngộ, có nghĩa là không cần phải thông qua công phu. Vì sao? Vì Đức Phật đã nói trong Bộ Đại Niệm Xứ, Đức Phật nói đây là con đường độc nhất để đưa tất cả chúng sanh từ lầm mê đến giác ngộ giải thoát. Nếu có một cái chúng sanh nào nghe đến cái thiền tứ niệm xứ này, dụng công trong một năm, hoặc là ba tháng, hoặc là một tháng, hoặc là một tuần, hoặc là một ngày, hoặc là một giờ, hoặc là trong một sát na tâm mà hành trì đúng tứ niệm xứ thì người đó sẽ vượt thoát sinh tử luân hồi. Đó, Đức Phật cũng đã nói là một sát na tâm mà nhận đúng thiền tứ niệm xứ thì người đó vượt thoát sinh tử luân hồi. Thì đây là loại thiền không phải là tiệm tu mà là đốn ngộ, chứ không phải là thiền tứ niệm xứ là tập, phải là dụng công, phải quán hơi thở hít vào thở ra rồi quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ,
Đó là cái quân quán manh múng của thiền tứ niệm xứ. Và nó chỉ là những cái chi rất nhỏ trong cái thiền mà Đức Phật muốn dạy. Cho nên những người nào mà ôm quán thọ, quán thân, quán tâm, quán pháp, có nghĩa là bắt đầu chia sẻ cái thiền của Đức Phật ra làm manh nha rồi. Cho nên những cái công phu tu đó sẽ đạt tới những cái quả vị manh nha, chứ không phá hết sinh tử luân hồi được theo đúng như Đức Phật dạy trong thiền nguyên thủy đâu. Thật ra những cái tri kiến đó mình phải biết. Tức là khi mà mọi người là thấu tột tất cả những cái tri kiến, thì ở trong Phật đạo từ cái quả vị sơ đẳng cho tới quả vị tột cùng của Phật đạo, người đó phải đủ trí tuệ để mà soi thấu mới gọi là sáng cung tột tất cả các tri kiến. Chúng ta phải soi gọi tất cả những cái nhìn, tất cả những quả vị tu từ thiền tông cho tới tịnh độ, cho tới mật tông, cho tới tất cả những tri kiến khác, chúng ta phải tỏ thông không lầm lẫn, thì đó mới gọi là cái phát sáng của thức. Đó, cho nên mỗi người học Phật mà muốn nói tới cái thiền nguyên thủy Phật giáo Đức Phật đã dạy trong hệ thống kinh nguyên thủy, chúng ta cũng phải thấu tột cái tri kiến này, chứ chúng ta không được lầm lẫn, thì người đó mới được ra là sáng cùng tột tất cả các tri kiến. Cho nên khi học đạo, cái cần là chúng ta có đầy đủ chánh kiến để chúng ta có thể soi thấu những cái pháp môn mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Cái nào sơ cơ, chúng ta nghe cứ nghĩ nó là sơ cơ, nhưng mà thật sự tất cả những lời dạy của Đức Phật trong kinh không có cái nào thấp, không có cái nào cao hơn cái nào hết. Tất cả những kinh điển Đức Phật đều đồng đẳng như nhau. Một lời nói Đức Phật là vô lượng nghĩa xứ, chứ không phải là vô lượng nghĩa xứ bình thường. Bất kỳ câu nói nào của Đức Phật, chúng ta có thể, nếu mà nói về việc mà phải nương theo câu đó để tu là hàng tỷ tỷ kiếp, có thể chúng ta chưa hiểu hết tất cả những điều Đức Phật đã nói một lần, một câu, một chữ thôi. Có khi cả ngàn đời, ngàn kiếp chúng ta chưa phá hết. Thật ra mình hiểu theo cái kiểu của mình, với cái kiểu giống như là con cốc mà nó nhìn qua cái ruột của cọng lao, chưa tới cái ống tre, ống trúc nữa, chút xíu à. Rồi nó cho trời là cái lỗ nhỏ nhỏ tròn tròn đó. Thì mình trở thành sở chứng, sở đắc của chính mình rồi. Rồi xưng tôn, xưng giáo chủ đủ thứ để đi giáo quán người ta, thì điều đó nó làm khu biệt cái trí tuệ của mình thôi, chứ không có lợi ích gì cho ai. Đó, cho nên khi chúng ta học Phật đạo để chúng ta thấy khi một cái câu nói của các bậc thánh hiền, họ nói rất là đơn giản, nhưng có khi cả đời của mình không bao giờ mình hiểu nổi, và phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp, mỗi đời hiểu được xíu xíu của nó, tỷ tỷ kiếp sau có khi chúng ta mới hiểu hết một câu của các bậc thánh. Ở đây như ngài Xá Lợi Phất, ngài nói như vậy, thì ngài trước Đức Phật, trước đại chúng mà ngài dám xưng rằng là cùng tột tất cả các tri kiến, tức là ngài, cái sáng của ngài là cùng tột tất cả các tri kiến. Không có cái tri kiến, cái quả vị nào trên thế gian này mà ngài Xá Lợi Phất không tỏ thông, không hiểu biết. Không có một cái điều biến hiện nào của thế gian và sức thế gian mà ngài Xá Lợi Phất không tỏ thông, không hiểu biết. Không có một chúng sanh sinh tử trong cái cõi này và mười muôn cõi ức mà ngài Xá Lợi Phất không biết. Cùng tột tất cả các tri kiến, tư Như Lai thấy tới đâu, ngài có khả năng thấy tới đó, rồi mới gọi là cùng tột tất cả các tri kiến. Tức là tri kiến của bậc cao, bậc thấp, từ quả vị sơ đẳng cho tới chứng được Phật quả, những cái thấy biết của Phật thì ngài cũng đã thấy biết không thua, không kém. Đó mới gọi là cùng tột tất cả tri kiến. Từ cái thấy mà để đạt ngộ giải thoát, chứng được Phật quả, ngài cũng thấy rõ. Từ những cái thấy biết mà bị đọa lạc trầm luân, ngài thấy rõ. Không có cái gì ngài không tỏ thông. Đó là một cách trình kiến giải của ngài Xá Lợi Phất. Không, ngài dám đứng trước Phật, ngài dám nói được cái thấy, cái sáng của ngài là thấy cung tột tất cả các tri kiến luôn. Cho nên đối với ngài là cái nhãn thức là bậc nhất. Nhưng ngài đi bằng con đường này, tức là ngay khi thấy là thông tam giới. Nói cái nhãn thức dễ sợ không? Tức là ngài không cần thêm, không cần bớt gì. Khi mà cái gì mà xuất hiện, tức là hiện qua cái thấy biết của ngài, thì ngài tỏa thông không lầm lẫn. Một tri kiến tuyệt vời, tức là vừa chạm cái là giác ngộ, chứ không có nói trước nói sau đó. Ngay khi đó là sự giác ngộ tỏ thông, ngay khi đó là một sự dung thông pháp giới không trước không sau. Đó là cái duy nhất của ngài Xá Lợi Phất về cái nhãn thức. Cho nên bây giờ chúng ta phải định nghĩa cái chữ nhãn thức lại là một sự nhận biết. Khi
mắt chúng ta thấy sắc trần. Ngay khi mắt thấy sắc trần là có thức. Cái thức là sự nhận biết rõ ràng khi mà căn trần chạm nhau, đúng không? Bây giờ nè ha, bây giờ chúng ta thử mà mở mắt chúng ta nhìn thấy sự vật đi. Chúng ta gắng giữ cho mình đừng có khởi ý niệm nào hết. Gắng giữ cho mình đừng có khởi ý niệm khi mà tất cả cảnh duyên hiện trước mắt mình đi. Thì lúc đó mình có cái gì không? Có nhiều nhiều lớp đó, nhưng mà muốn nói cái lớp cẩn kề là cái thức. Tại vì sao? Cái thức nó nhận biết là cái trần cảnh đang hiện, hiểu không? Mặc dù cái trần cảnh nó chưa tới cái danh tự là cái bông, chưa tới danh tự là cái bàn, chưa tới danh tự là con người, chưa tới danh tự là hư không, là cái cột, cái nhà gì hết đó. Nhưng mà cái thức nó đã có một cái nhận định là có một cái gì đó nó hiện trước nó. Cái đó chưa trần đặt tên. Tức là trước danh tự là cái thức đã hoạt động rồi. Khi danh tự là nó đi sâu trong ký ức để nó môi ra cái này là cái bông, tức là nó sâu lắm. Cho nên tới cái danh tự để biết này là cái bông, cái này là cái bàn, là mình đã có một lần học ở đâu để biết nó là cái bông cái đã. Rồi mới tới cái bông màu xanh, rồi mới tới cái bông màu vàng, rồi mới tới cái bông đẹp, rồi mới tới cái bông xấu, rồi mới tới chuyện thích hay là không thích, là nó hàng hà sa số ở lớp dưới rồi. Cho nên ngay cái thức của mình là cái tri, có nghĩa là cái nhận biết rõ ràng ngay hiện hữu căn trần. Chứ không phải cái thức là một cái sự phân biệt so sánh đúng sai hay dở là xa lắm. Cho nên chúng ta phải định nghĩa cái thức trở lại. Chứ nếu không chúng ta học đạo ở cái khúc lòng thòng ở làm sao á. Chúng ta hiểu biết cái thức là sự phân biệt. Từ xưa giờ kinh điển cũng như một số sách vở viết là thức là sự phân biệt. Nhưng mà phân biệt ở cái tầng nào, chúng ta phải hiểu đến cái chiều sâu của cái thức là sự phân biệt cái tầng nào. Tức là căn trần chạm nhau, cái lúc mà chúng ta có một cái chưa có khởi ý niệm phân biệt, mà sâu ở trong tâm của mình thấy rằng có một cái gì đó hiện ra, là thức đã hoạt động mạnh lắm rồi. Vừa chạm mắt thức hoạt động, vừa chạm tay là thức đã có đủ, có đầy đủ căn trần thức khi mà xúc chạm. Chứ không cần phải đợi là, ví dụ như người ta chửi mình một câu rồi mình ngồi đó mình suy nghĩ câu nói là chửi như vậy là chửi nặng mình rồi, cái mình phiền não, mình buồn người ta, hoặc là câu đó nó khen tặng mình, cái mình thương người đó, là đã trầm luân sinh tử ngàn kiếp rồi mới tới cái chuyện đó. Chứ còn cái phức, cái thức của mình ban đầu nó tinh anh lắm. Và từ cái tinh anh đó đó, chúng ta không có nhận ra nổi. Và rất là nhiều người học thiền tới chỗ này cho rằng mình nhận đạo là nhận ở cái bờ mé của tâm thức này nè. Tức là mình thấy là mình biết, mình nghe là mình biết, cái biết mình luôn luôn hiện hữu ở nơi thân tâm này, thì mình cho đó là tánh. Và rất là nhiều người cho rằng tới chỗ này mình ngộ đạo, nhưng mà mình đã lầm rồi. Khi tới chỗ đó mình cũng biết, và mình trở lại phàm phu như thường, chứ mình không có ra khỏi. Thành ra cái biết, một người một phen mà ngộ đạo là họ sẽ thấy rõ được thức như thế nào và trí rằng sao. Ngay cái thấy nhìn này, người nào mà biện biệt được giữa thức và trí thì người đó được gọi là người ngộ đạo. Còn cứ biết là biết, ngay thấy là biết, ngay nghe là biết, ngay ngửi là biết, ngay nếm là biết, ngay xúc chạm là biết. Thì cái biết mình hiện hữu đó mà, hiện nguyên hình cái thức đó. Hiện nguyên hình cái thức là luôn luôn biết ở trên lục căn. Cái biết lục căn là cái biết của thức. Chúng ta nên biết điều này. Thật ra cái căn và thức nó gần như là hai, nhưng mà nó không phải là hai. Như vậy nếu mà cái thân này còn hoạt động thì cái căn vẫn còn hoạt động, thì khác sẽ hoạt động cái thức. Thật ra khi mỗi người hành giả mà tu tập tới chỗ này, tức là thấy không khởi niệm, nghe không khởi niệm, nghĩ là mình ngộ đạo, là chúng ta đang lầm rồi. Cho nên rất là nhiều người trong thời này ngộ đạo kiểu này. Và cũng có rất một cái tông phái lớn đang ngộ đạo tới đây. Cho nên chúng ta thấy rằng sanh tử vẫn mù mịt. Tại vì không có ra khỏi căn trần thì sanh tử sẽ mù mịt thôi. Đây là điều đáng sợ. Vì vậy mà chúng ta phải định nghĩa cái thức là sự biện biệt tường tận giữa căn trần. Ngay khi căn trần chạm nhau là cái thức biện biệt rõ ràng, nhưng chưa tới cái mức độ khởi niệm phân biệt luôn. Đừng nghĩ là nó phân biệt, nó khởi niệm là xuống tới cái tầng tưởng rồi. Còn cái này là cái tầng cao của thức khi duyên trần chạm nhau. Chúng ta phải học thông cái này, nếu không thông cái này vô sâu chúng ta sẽ không biết cái gì.
Và dụng công chúng ta sẽ lầm nửa đường là cứ nghĩ mình ngộ đạo. Cho nên cái thức này là cái mà tất cả mọi người cần phải hiểu lại và thấy cho nó đúng, đúng với nó. Thức là sự tỏ thông, sự rõ biết hiện tiền. Nhưng tại sao nó lại thành ô nhiễm? Thì bây giờ ngay chỗ thức phân biệt nơi căn trần này, nó chưa có nói được cái điều gì, nhưng nó vẫn đầy đủ thân thọ tâm và pháp rồi. Thì một người tỏ thông tri kiến của mình, thì ngay cái tri kiến nhận biết căn trần này nè là họ thông. Họ thông là thông cái gì? Thông là lúc này có đầy đủ thân thọ tâm và pháp, gọi là tỏ thông cung tột tri kiến. Ngay khi căn trần chúng ta chạm nhau mà chúng ta không tỏ thông thân thọ tâm và pháp thì người đó chưa phải là người có cái sáng cùng tột tri kiến. Tri kiến có nghĩa là cái thấy biết. Cái thấy biết hiện tiền của mình cũng phải thấy cùng tột nó chỉ là như vậy. Thì cái thấy biết cùng tột đó mới là cái sáng của tâm. Chứ đừng có nói là cái tâm mình phát sáng để mình nhận ra được cái này, mình nhận ra được cái kia, mình nhận ra được cái nọ. Ai nhận? Có một người đang ở đó để nhận biết, thì mình phải thấy là đang nhận biết theo kiểu căn trần. Còn cái nhận biết không phải là căn trần thì không thợ, không cần đợi căn trần chạm nhau. Đó là một cái thấy khác, một cái thấy mà không có căn và trần, và không bao giờ thấy riêng rẽ giữa căn và trần, không bao giờ thấy giữa nhãn và nhĩ khác nhau. Cái tỏ thông đó nó không có cần căn, không cần trần, và không bao giờ thấy riêng. Thì cái thấy biết đó không phải là mình có thể nhận định được nó, mà phải chết đi sự nhận định ngay căn trần này. Tức là lúc đó mới gọi là tỏ thông cùng tột tri kiến. Tức là lúc đó tri kiến biến mất, mất đi cái gọi là cái thấy biết, mà hiện ra cái không thấy biết mà tỏ thông pháp giới, thì lúc đó mới thấy cùng tột. Cho nên thức tới cái chỗ mà cận kề là chúng ta trở về cái chỗ thấy mà không khởi niệm phân biệt. Chỗ này một chút là chúng ta qua luôn, còn không là trở lại phàm phu tiếp tục. Một tí xíu thôi, nếu mà cái duyên chúng ta đủ, chúng ta tới chỗ này thì có một vị thầy nào đó đẩy nhẹ để chúng ta qua. Còn phước lành chúng ta lớn là tới chỗ này chúng ta qua luôn, còn không là trở lại. Chỗ này nó thanh tịnh có thể kéo dài từ 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí cả hết một đời mình ở trong cái chỗ thấy biết hiện tiền. Đây là điều đáng sợ. Chúng ta có thể ở hoài trong cái định này chúng ta không làm ra, nhưng đó chỉ là cái thấy biết hiện tiền của vẫn còn căng trần. Có một người muốn trụ trong cái chỗ thanh tịnh này, tức là luôn trụ định. Mình muốn mình trụ trong định, tức là còn một cái người sâu ở bên trong đang ở trong định này. Và chúng ta cứ mãi mãi trụ để rồi căn chúng ta hiện bao nhiêu âm thanh đó, chúng ta nghe rõ bao nhiêu hình sắc, chúng ta nghe rõ bao nhiêu mùi vị, chúng ta nghe rõ tất cả mọi cái, chúng ta đều nghe rõ không khởi niệm, đang ở trong định luôn. Nhưng sao? Thì vẫn còn cái người đang trụ ở đó, trụ ở chỗ không khởi niệm, dính mắc phân biệt căn trần. Cho nên cái điều này rất là dễ làm của rất là nhiều người. Mình gán mình ém một chút thôi, mình gán mình nén một chút thôi thì thấy mình cũng đâu có khởi niệm đâu. Như vậy là giải quyết sanh tử rồi sao? Không phải. Thành ra nếu mà định nghĩa cái thức là sự phân biệt là chúng ta đã xuống sâu lắm rồi. Cho nên chúng ta không thể phá vỡ sanh tử ngay khi căn chạm trần. Chúng ta phá được chỗ này thì chúng ta sẽ phá được sanh tử. Căn trần không vướng mắc nhau là giải thoát, không? Thí dụ căn và trần làm sao để không vướng mắc? Chúng ta chặn để cho nó đừng có thấy, chúng ta chặn để cho nó đừng có nghe, đúng không? Chúng ta chặn để cho nó đừng có khởi niệm, đúng không? Là chúng ta giải thoát. Rất là nhiều người làm cái kiểu này. Và đó là những cách dạy tu từ trước đến giờ. À, nếu như chúng ta không phá được cái tri kiến, cái thức là một sự phân biệt á, không được. Thức và sự phân biệt nó phải nói là còn xa lắm luôn. Chúng ta phải phá ra cái này, chúng ta phải ra khỏi cái kiến giải này. Còn không là chúng ta không thể tu được. Phải nói như vậy, dù có dụng công cực khổ cỡ nào thì cũng lẫn quẩn trong cái dòng thức, chúng ta không ra đâu. Cho nên những ai đã tới cái đoạn mà thấy hiện tiền, nghe hiện tiền, đúng không? Nghe không khởi niệm, thấy không khởi niệm, lúc nào mình cũng có cái biết nữa hết đó. Lúc nào cũng có cái mình có cái biết. phải khẳng định cái câu, phải nói cho đúng câu là lúc nào mình cũng có cái biết.
Như vậy là cái biết vẫn còn sau cái mình ở đâu đó. Tức là có cái mình ở đâu đó và có cái thấy biết hiện tiền. Và lúc nào mình cũng thấy biết hiện tiền không khởi niệm. Cái đó không sai trong cái công phu của thiền, nhưng chưa phải là chỗ sáng cùng tột các tri kiến. Nha. Chúng ta lấy cái câu của Ngài Xá Lợi Phất để chúng ta nói lại cái tri kiến của chính mình từ trước đến giờ. Rất là nhiều người hiểu lầm ở chỗ này mà không qua được khi công phu. Các vị mà có cực khổ công phu rồi á, chúng ta phải sống chết với những cái chỗ này nè. Chúng ta phải đau khổ nhiều lần cái chỗ này thì mình mới thấy mình ức lắm. Tới chỗ này không có một vị thầy giúp mình, phải cực khổ cứ tới đây rồi dừng lại, tới đây rồi tuột lại, tới đây rồi trụt lại, tới những cái đoạn mà quý vị biết không, tới cái chỗ này rồi không công phu được nữa. Mình lùi cũng không được, mà mình tiến cũng không xong. Tức là đến một cái đoạn mà đứt đường công phu tới một cái chỗ mà vô công phu thật sự, chứ không phải là mình muốn nghỉ tu, không phải là mình muốn mình nghỉ tu, nhưng mà tới cái đoạn là mình đã mất đất đứng hoàn toàn rồi. Mình không có còn trụ ở đâu về để công phu được nữa, mà mình rớt vô cái chỗ rõ biết hiện tiền này nữa. Thì trong thiền học nó là cái chỗ mà biết rõ thì là đạo rồi. Chỗ rõ biết không khởi niệm là đạo rồi. Nhưng mà rồi thời gian mình thấy rõ ràng là nó sẽ động trở lại. Mình biết là mình không có xong. Và nhất là cái chuyện sanh tử, tới chỗ đó vẫn còn mù mịt. Tới chỗ đó là một áng mây mỏng gần mặt trời. Nó tuy là một áng mây nhưng mà nó đủ sức để che ánh sáng mặt trời. Gần nhưng mà vẫn chưa tỏ. Gần nhưng mà vẫn chưa thấu. Đó là một cái điều đáng sợ nhất khi công phu. Cho nên trong chuyên môn chúng ta rất cần một vị thiện tri thức đầy đủ chuyên môn để giúp mình trong những cái đoạn này. Nếu không tuột lại hoài, tuột lại mà khóc ra máu nước mắt luôn, không ai giúp mình. Chỗ này nói thì ông thầy đủ tri kiến có thể giúp mình, nhưng mà ông thầy không đủ tri kiến là gật đầu chấp nhận. Gật đầu chấp nhận là mình sẽ ở đây suốt đời, mà không phải đời này mà mãi mãi những kiếp về sau, cho rằng chỗ đó là thánh. Nhưng mà nó sẽ trả lời cuối đời mình liền là mình sẽ bị mù mịt sinh tử. Trước phút sinh tử người đó không đủ sức giải quyết đối với cái tri kiến này. Và họ gán ém trong định, tức là họ sẽ trở lại bằng định. Họ sẽ không cho căng trần khởi niệm, không cho cái ý thức dao động nữa. Họ gán ém giữ mình như vậy nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, để rồi tự âm thầm ra đi trong mù mịt. Chúng tôi nói có rất là nhiều người ra đi trong cái kiểu định mù mịt này, chứ không phải là ít người. Thật ra Đức Phật luôn phá những cái chỗ này. Những người mà đã đạt ngộ, họ muốn phá cái chỗ mà chết lặng như cái hầm sâu vô minh này, những cái ao tù nước động này. Trong hệ thống kinh điển đại thừa, Đức Phật nặng lời lắm. Như bản kinh Pháp Hoa, một số bản kinh khác là Đức Phật nặng lời chỗ này lắm. Để chi? Để cho người ta thấy chỗ này là cái chỗ nguy hiểm, mà thật sự nguy hiểm, rất là nhiều người chôn chân. Đó là một hầm đen. Tới chỗ đó chỉ là biết vậy thôi, chứ không có gì thêm bớt, không có sanh trí huệ. Cho cùng 1000 năm sau người này vẫn không sanh trí huệ được, không có đủ chánh kiến Phật đạo để phá vỡ sinh tử được đâu. Cho nên khi mà chúng ta bị vướng vào cái câu thức là cái sự phân biệt, mà chúng ta không hiểu rõ sự phân biệt tinh tế ban đầu nhỏ nhiệm của nó là chưa khởi niệm, nó là tri. Khi cái tri đó hiện ra, nó sẽ thấy mình khác với sự vật chung quanh. Thức nó làm việc tới ngang tầng đó. Bây giờ khi mình một chút hiện ra ngay lỗ tai, ngay tức khắc nghe nó thấy là một sự tức, thì khi đó mình thấy mình không phải âm thanh. Mình có một cái gì đó sâu ở trong tâm để mình thấy mình khác với sự vật. Sâu ở bên trong mình thấy có mình và có một âm thanh, có hình sắc đang hiện trước mình. Thì anh đó là anh thức đã hoạt động sâu lắm rồi. Nhưng mà nó nhạy quá, nó tinh tế đến mức độ mà chúng ta không đủ cái trí để chúng ta biện biệt được khi cái xuất hiện của cái thức, khi mà căn tiếp xúc với trần. Thành ra cái người mà có đủ cái trí tuệ, có đủ cái tri kiến là ngay cái khoảnh khắc đầu tiên căn và trần tiếp xúc nhau là mình đủ sức để biện biệt là mình đang đứng ở vị trí nào. Đây là một điều khó khăn mà đòi hỏi trí tuệ, phải nói là hết sức sắc sảo tinh anh chúng ta mới có thể biện biệt nổi. Người tu đòi hỏi điều này. Cho nên trong những cái lý luận mà của các chư tổ, nhất là Ngài Lâm Tế, mà khi Ngài lý luận với một số người thì Ngài có một cái câu là gì?
là đá sẹt là điện nhắn cũng không lầm lẫn. Chúng ta thấy mà điện trên trời làm cái rẹt một cái là ngài rõ thông rồi. Nó nhanh như vậy với vận tốc mà hơn cái vận tốc của ánh sáng này, cũng phải biện biệt tỏ thông. Tại vì cái ý thức nó nhanh lắm, cái thức hiện ra khi căng trần tiếp xúc nhau nó nhanh lắm. Nhưng chúng ta là cái người chậm lục để nhận biết. Vì sao? Vì trí tuệ chúng ta chưa phát sáng. Phải nói một câu như vậy. Khi trí tuệ chúng ta phát sáng, chúng ta thấy một cái sự manh nha từ cái rỗng không mà nó hiện hữu, nó động. Một cái gợn lăn tăn trong cái hồ nước yên lặng á, nó chưa có thành một gợn sóng là chúng ta đã thấy rồi. Thì cái lăn tăn trong cái hồ tâm thức của chúng ta, nó bắt đầu nó gợn lăn tăn rất nhỏ nhiệm, chúng ta đã biện biệt được nó là đang chuẩn bị thành sóng, chứ chưa phải thành một ý niệm phân biệt. Đủ cái phát sáng đó kìa thì mới được gọi là trí tuệ. Còn không, mình để mình giận người khác mình mới biết, mình để mình buồn người khác mình mới biết, mình để mình thương người khác mình mới biết, thì quá sâu trong sinh tử luân hồi rồi, đã chìm ngập trong sinh tử rồi, lúc đó mình mới biết sâu lắm rồi. Hoặc là mình thấy cái này cái biết nó là bông hoa, thấy này biết nó cái đèn, mà nhai nhại đến mức độ mà mình vừa thấy là biết nó là cái đèn, đúng không? Mình vừa thấy là biết nó là bông hoa, mình vừa thấy biết nó là cái bình, mình vừa thấy cái biết nó là cái bàn, ví dụ vậy. Thì ví dụ cho thấy cái tốc độ làm việc của nó, vừa chạm thôi là nó vừa biết được cái danh tánh, tức là nó đi sâu vào trong tàng thức để nó môi cái ký ức ra, để nó trả lời liền tức khắc là nó cái này là cái bông. Một sự làm việc tốc lực đó, mà tới hồi nó hiện ra là cái bông rồi đó, mình còn chưa hay nữa, cái hồi cái bông này đẹp quá, cái mình đi hồi cái mình tự nhiên cái mình nhớ cái bông này quá, giật mình, ủa sao mình đi tu mình vọng tưởng. Tới lúc đó là nó xa mấy ngàn cây số rồi mới thấy ra đó. Chứ còn ngay cái chạm đầu tiên là có cái thức rồi, tại sao không giải quyết ngay cái đầu mối này? Thành ra khi hiện tiền đó mà thấy biết đúng đắn là thấy đến sự thật. Khi căng trần vừa chạm nhau, chúng ta thấy đúng ngay tại đó, tức là chúng ta thấy đúng như thật căng trần thức đang hiện hữu đó. Nhưng chúng ta không phải nhận cái căng trần thức đang hiện hữu này, chúng ta không phải nhận cái chỗ thấy biết không phân biệt này. Chúng ta đang nhận rõ mình có cái thấy biết không phân biệt, nhớ chưa? Thì vậy là cái thấy biết không phân biệt đang bị một người quan sát, đó là cái phát sáng cùng tột tri kiến. Cái người đó mới gọi là cái người phát sáng cùng trột tri kiến. Ngay nơi cái thấy biết hiện tiền đó, vẫn còn cái sự nhận biết là mình đang thấy biết hiện tiền không lầm lẫn. Thử thanh tịnh tâm trở lại cái đoạn này, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Và trong cái việc tu học của chúng ta, khi mà tới những cái chỗ chuyên môn này á, thì những người mà đã có thao thức tâm linh, chúng ta nên lưu tâm. Tại vì đây là những cái cửa ngõ, một cái ngách rất nhỏ mà mình có thể phá được, hay là mình bị bích lấp ngay cửa này. Căng trần chạm nhau mà mình đợi cái thức phân biệt, để rồi mình tu để cho thức đừng có khởi niệm, là đã chậm mấy lớp, mấy ngàn lớp. Thế là người nào mà đủ trí tuệ, chúng ta nói lại là người nào mà đủ trí tuệ để khi căng trần vừa chạm nhau, lúc mà chúng ta còn yên tĩnh, lúc mà chúng ta còn thanh tịnh, thật sự căng trần và thức đang rất thanh tịnh, nó đang hiện tiền hiện hữu như vậy, đang rất là thanh tịnh. Nhưng rồi vì cái gì mà nó không thanh tịnh? Vì cái gốc ngã chấp của mình. Thế cho mình thấy thì sau đó là trở thành gì? Là mình thấy. Phải không? Trở thành mình thấy thì bắt đầu trở thành có đối tượng. Và rồi cái gì nữa? Mình thấy thì phải thấy cái gì cho mình? Tức là cái sự bảo thủ của ngã chấp bắt đầu lần lần nó mới xảy ra. Thì cái bông này cái bông của tôi à, cái bông này tôi hiểu hồi đó là như vậy nè, cái bông này tôi biết như vậy nè, cái người này là cái người tôi quen nè. Ví dụ tất cả những cái bắt đầu sau đó, vì cái ngã chấp riêng tư nó bắt đầu nó sanh sữa, thì lúc đó là lúc mà không còn thanh tịnh nữa. Thì vậy là cái thức đừng nghĩ là nó không có thanh tịnh, căng và trần đừng nghĩ là nó không có thanh tịnh. Tất cả mọi cái đều vốn tự thanh tịnh ngay tại đây. Nhưng mà vì chúng ta tuột lùi về cái bản ngã, chúng ta quay lại cái vị kỷ của chính mình mà nó sanh sứa đủ điều, chứ mọi cái vốn dĩ thanh tịnh. Đó là cùng tột tri kiến.
Cái phát sáng chúng ta phải thấy được căn trần thức chạm nhau là thanh tịnh. Không nói cái chuyện là dính hay là không dính nữa. Ở đây chúng ta nói vượt qua cái chuyện mà căn không dính với trần. Chúng ta muốn nói là căn trần thức đang hiện hữu thanh tịnh ngay cái khoảnh khắc hiện tiền này. Không đợi trước sau gì hết, không có đợi chúng ta dụng công hay không dụng công. Thành ra mỗi mỗi cái thấy cái nghe chúng ta đều là đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng ngay tại đây và bây giờ. Chứ không có đợi chúng ta dụng công. Nhưng mà sau đó mình tuột lại để mình nhớ, mình phân biệt, để mình so sánh thì bắt đầu mình có thêm vốn ký ức mới. Rồi mình về mình lôi nó ra để mình tẩy xóa nó thì gọi là dụng công. Nhưng mà nếu chúng ta đủ cái phát sáng không, để chúng ta thấy cùng tột cái tri kiến hiện tiền thanh tịnh như như này thì không cần phải dụng công nữa. Đó là cái thấy gọi là đốn ngộ tức thì. Nghe, chúng ta nghe như vậy gọi là đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng. Tại vì nó thấy nó thanh tịnh, nghe thanh tịnh hiện tiền thì lấy cái gì để tu với cái gì? Ai ở đây thì tu. Nhưng mà mình thấy nó, mình không có chịu để chỗ thanh tịnh mà bắt đầu mình mới thêm thắt. Và chính mình cực công thêm thắt. Và mình nghĩ rằng mình thêm thắt là bắt đầu mình có vọng tưởng, cho nên mình phải lôi vọng tưởng ra mình tẩy xóa. Nhưng mà thật sự tất cả những dụng công đó đều làm dày thêm cái sự vướng mắc của chính mình. Ở đây chúng ta mới thấy một cái điều lạ khi chúng ta dụng công. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi thiền, được gọi là chúng ta tu tập. Chúng ta có thể nhận một pháp của một vị thầy nào đó dạy cho mình, và vị thầy đó cũng rất là nổi tiếng, đang chỉ cách mình công phu và đang công phu đắc lực chứng quả gì đó không biết. Bây giờ bắt đầu mình theo cái pháp vị thầy đó để mình tu tập. Thì đầu tiên là mình lên mình cũng hít thở đàng hoàng để mình chỉnh đốn cái thân mình đàng hoàng. Cái mình ngồi đó mình canh có cái ý niệm khởi ra làm sao để mình biết nó. Dù có một cái động nhỏ trong tâm thức mình cũng gán làm sao trừ khử để cho nó đừng có động tiếp. Vừa manh nha móng khởi một ý niệm là mình gán làm sao làm cho đừng có khởi tiếp. Vừa có một ý niệm là chúng ta chặn thì cái ý niệm chúng ta trừ, rồi nhớ lại quá khứ thì chúng ta dẹp qua nha, vọng hướng tương lai chúng ta dẹp nữa, dần dần những cái đó được gọi là chúng ta đang công phu. Đúng không? Chúng ta đang công phu chứ gì nữa. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy một cái điều rất là hay. Nếu như một ý niệm nhớ về quá khứ xảy ra mà chúng ta cố tình đè nén nó, tức là chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm nó đậm thêm. Nhưng mà không ai thấy được điều này, rất là nguy hiểm. Bây giờ ví dụ như mình nhớ cái chuyện mà cách đây 2 ngày có một người họ nói nặng mình. Nhưng bây giờ mình tu, mình không nên nghĩ chuyện quá khứ để mình buồn, thôi dẹp đi. Đúng không? Cái bắt đầu mình dẹp nó qua bên, cái nó yên được một chút. Cái mình thấy là, ồ hôm nay tôi tu tốt, hôm nay tôi khởi vọng tưởng lên cái tôi dẹp được. Nghĩ là nó hết, nhưng mà hết không? Dung phân bồi nước nó rồi, để nó sẽ tốt tươi hơn lần thứ hai. Đây là một điều rất lạ ở trong tâm của mình. Thật ra khi mà mọi người mà đã nói tới cái chuyện tu tập mà còn có một chút xíu lấy bỏ nơi tâm, tức là làm dày thêm cái gì đang có, chúng ta phải thấy được cái lỗi này. Mà khi xảy ra ý niệm chúng ta đừng có thêm, đừng có bớt, đừng có lấy, đừng có bỏ dùm. Càng thêm càng bớt, càng lấy càng bỏ nhiều chừng nào thì nó làm dày thêm cái năng lực phát động của vọng niệm, tiếp thêm năng lượng để rồi lần sau nó quậy lại mạnh hơn. Lần sau mà nhớ lại cái chuyện cũ là bắt đầu nó sôi ở gì ở trong ruột mình á. Rồi mình cũng gắng dẹp qua một lần thứ hai nữa. Cái lần thứ ba mà vừa khởi lên cái đó, răng mình nó nghiến hồi nào mình không hay. Rồi lúc đó nó dày lắm rồi. Cho đến mà lần thứ tư, lần thứ năm khởi vậy là buông chân ra đi kiếm bà này chửi một câu để thỏa mãn cái vọng tưởng của mình mà mình cũng không biết luôn. Ủa sao mình nói, ủa sao mình tu mình còn sân, mình dằn không được. Mình dằn không được những cái chuyện này. Là do mình làm dày từng cái lúc mình ngồi thiền á. Lúc mình ngồi thiền mình đã nuôi nấng nó để cho nó lớn, càng lúc nó càng lớn, càng lúc nó càng dũng mãnh hơn. Cho nên gặp mặt người đó mình phải nói một câu mới thỏa mãn, mới giải quyết được. Thì càng lúc càng làm dày chứ không phải là làm mỏng đi cái vọng tưởng của mình. Cho nên có một pháp để có thể dụng công được, thì pháp đó là chỗ vướng mắc mới cho hành giả. Nếu là một người tu chân chánh chúng ta phải thấy được điều này. Đừng nghĩ là có một pháp nào đó để mình dụng công là mình thành tựu, mình thành đạt, mình chứng đắc là chúng ta đã lầm rồi. Có vị nào mà khéo có thể cho chúng ta một pháp
càng công phu nhiều thì cái pháp đó nó càng tan biển, càng đi sâu vào công phu chừng nào thì cái pháp hành của chúng ta càng mất đi chừng đó. Đó là cái cách khéo trong cái lúc để dạy dụng công. Còn tu để có thể chứng đằng cái pháp này, tu rằng chứng đằng cái pháp kia là coi chừng chúng ta bị dày đi cái bản ngã của chính mình, chứ không phải là chứng đắc đâu. Cái tưởng của mình có thể dựng được những cảnh giới khi ông thầy dạy dỗ mình. Ví dụ như ông thầy cũng dạy cái pháp đó, bây giờ là phải ngồi quán như vậy, phải hít thở như vậy và phải dụng công như vậy, thì quý vị từ từ sẽ chứng cái như vậy. Đó là cái bánh vẽ to ông thầy bắt đầu vẽ ra rồi, thì mình cũng ngồi mình tập làm theo giống như ông thầy nói. Cái mình phải chờ đợi cái chuyện đó xảy ra với mình, thì bữa nay chờ một chút, ngày mai chờ một chút, ngày kia chờ một chút, là ý tưởng mình bắt đầu nó xây dựng cái lâu đài chứng đạo của mình lên, để mình chung cho đó, mình ở trong cái nhà, cái lâu đài tưởng của chính mình. Rồi mình đi khoe khoang người kia, nó ông thầy tôi dạy, tôi mới mấy tháng tôi chứng được y như ông thầy tôi dạy. Hai thầy tòa xây nguyên một cái nhà tưởng ấm ra chung trong ở, chứ không phải là dụng công chứng đắc đâu, chúng ta đừng có lầm. Thật ra những cái mà được gọi là cái hiểu biết, cái minh định trước, những cảnh giới xảy ra do công phu đều là những cái dựng lập của tưởng ấm. Và có một pháp thiền mà cũng đã ăn sâu vô rất là nhiều người mà chúng tôi gặp. Ngồi bây giờ mình tưởng ông thầy ông dạy trước, ông mớm ý trước. Bây giờ mình ngồi vậy nó mình tưởng mình sẽ thấy được, mình sẽ gặp, mình ngồi lâu rồi sẽ gặp được cái mình rời đi cái thân này ha, rời cái thân này cái mình sẽ gặp một cảnh giới gì đó, sẽ gặp cái ông trời, ông tên gì đó, ông sẽ giải đạo mình mấy câu. Và sau khi gặp ông trời đó rồi, cái mình học đạo mấy câu cái gì, cái mình tu tiếp cái mình được gặp ông trời thứ hai cũng giải mấy câu nữa, mà đi toàn là cõi trời học đạo không à. Nhưng mà mấy người tu không có lâu thì không gặp trời nổi đâu, phải tu lâu. Tại vì tu ít cái tưởng mình nó không xây dựng được cái ông trời như mình muốn. Đó, cho nên mình tu lâu cực khổ 5 năm, 10 năm, 20 năm mà mình sẽ ra được mấy ông trời theo ý muốn của mình. Rồi ông trời nó còn đẹp hơn ông trời thầy mình dạy nữa. Tại vì sao? Tại vì nó kèm theo bản ngã của mình, cho nên là ông trời này hơn ông trời kia. Nó sẽ dựng hàng loạt những cái cảnh giới đó trong tưởng ấm của mình. Mình tưởng cho ra trần trời này, mình tưởng cho ra trần trời kia, tức là mình sẽ đạt tới những cái chỗ đó. Và rồi cứ lẫn quẩn với nhau như vậy. Và có những cái pháp thiền đang dạy cũng có tiếng tâm trên thế giới này theo cái kiểu đó. Gán mà sức cái hồn đi rời khỏi thân xác để nó gặp cảnh giới này, gặp cảnh giới kia, thậm chí là gặp Phật luôn. Người đó đủ vẽ cho đệ tử mình một ông Phật như thế nào, một cảnh giới Phật ra làm sao, để cho tất cả người đệ tử mà tu càng lâu chừng nào, như túng bậc thứ nhất, bậc thứ hai, bậc thứ ba sẽ chứng tới quả đó, sẽ gặp ông đó, sẽ học đạo cái kiểu đó. Tức là ông thầy đã mớm ý là ông trời cái dạy kiểu gì rồi. Thật ra khi mà hiện ra ông trời đó, cái ông trời dạy cho mình mấy câu giống như ông thầy mình chỉ là trúng. Nếu ông trời mà dạy mà không giống như mấy câu ông thầy mình mớm ý trước là ông trời này không phải, kiếm ông trời khác, thì mình sẽ dựng ra một cái ông trời thứ hai. Khi ông trời thứ hai hiện ra trước mắt mình, cái ông trời nói đúng 3 câu hay là 7 câu có thầy mình nói là trước đó, ông thầy này trúng rồi, vậy là tôi tới rồi. Thì tất cả những cái dựng lập đó đều là cái dựng lập của tâm thức. Mà người ta cứ nghĩ là mình chứng thánh không à. Gặp trời rồi, trời dạy tu mà không phải là người phàm nữa. Và rồi họ hiện ra những ông thánh trong công phu để dạy mình, họ hiện ra những ông Phật trong công phu để dạy mình, thì đều là những cái trò chơi của tâm thức. Tất cả những cảnh đấy đều do thức mà biến hiện. Đây là những điều rất là nguy hiểm trong công phu. Cho nên là khi mà chúng ta có cái phước duyên lành để chúng ta học đạo, chúng ta thấy được cùng tột tất cả các tri kiến rồi, thì không, thứ nhất là không nhọc nhằn công phu, không? Thứ hai là không có cực để dựng thêm một cái số cõi giới, cảnh giới để mình tới để làm cái gì. Tất cả mọi cái đều là cái gì? Hiện hữu, hiện tiền, hiện thực này, chứ không có cái gì khác hơn. Nếu có một cái gì khác hơn cái hiện hữu này, thì chúng ta nên biết rằng đó không phải là cái thấy biết chân chánh. Người ta có chấp nhận nổi điều này không? Mọi điều chỉ là cái hiện hữu này thôi. Cái hiện hữu này nó vượt khỏi không gian và thời gian. Cái hiện hữu, hiện thực, hiện tiền này không có không gian, không có thời gian, không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Không có đây và không có kia. Một phen mà mình hiện ra cái thấy biết không có đây và không có kia, hiện tiền, hiện hữu này rồi á, thì lúc đó mới cảm nhận được cái sự thật
cái thực hữu hiện tiền trong từng khoảnh khắc một của đời sống mình, thì đó mới là cái chỗ mà Đức Phật muốn chỉ chúng ta. Chúng ta đừng có về lùi về quá khứ. Cái bài mà nhất giả hiện giả đó, không vọng hướng, không tìm quá khứ, phải không? Không vọng hướng tương lai, chỉ có cái pháp hiện tại. Tuệ quán tức là đây, đó mới chính là tuệ quán. Thì vậy là khi chúng ta học đạo, chúng ta phải hiểu rõ về cái thức này. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải dùng cái từ là hiểu tường tận về cái thức này. Tại cái nếu mà cái chỗ này chúng ta không có thông á, thì chúng ta không có cách nào chúng ta có thể học đạo đến cái chiều sâu được. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, thật là rõ, nắm thật là vững về cái thức của mình, từ cái cạn cho tới cái sâu. Phân biệt hơn thua, buồn thương giận ghét là quá cạn rồi. Chúng ta phải đi tới cái điều rất tinh tế của nó, đến cái mức độ mà căng trần vừa chạm nhau. Và chưa nói tới cái chuyện căng trần chạm nhau, hay muốn nói tới cái chuyện mà khi bây giờ mình nhắm mắt, mình đóng hết cái lỗ tai mình lại hết, đóng hết cái lỗ mũi mình lại hết, để căng không có chạm trần đi nữa, thì lúc đó cái thức có phân biệt không? Đáng sợ cái chỗ này nữa nè. Lúc đó mình thấy có mình là có phân biệt rồi. Thấy có một cái người, mặc dù người này không thấy, người này không thèm nghe luôn, và có một người không hề thể niệm, không hề thấy, không hề nghe, đó là vẫn còn có thức phân biệt đó. Tức là khi mà đóng được lục căn, thì cứ nghĩ là gọi là đóng lục căn thì lục thức sẽ không hoạt động, đúng không? Nhưng mà có không? Có, lục căn đang đóng bít thì thấy tối thôi. Mắt mình đang nhắm để mình không thấy trần thì lúc đó mình có phân biệt không? Có phân biệt, thấy là tối thui, thấy không có hình sắc. Đó cũng là sự phân biệt của thức. Khi mình nhét bít lỗ tai để mình không có còn nghe cái âm thanh ồn ào bên ngoài, nhưng mà có cái nghe không? Nghe không âm thanh. Đừng có nghĩ là cái nghe không âm thanh đó là trí tuệ, là chúng ta đã lầm rồi. Thì còn trên cái căn trần hoạt động để nhận định ở đây. Chúng ta còn nhận định ở mắt, còn nhận định ở tay, nhận định ở mũi, lưỡi, thân ý. Không phải là nhận định bên ngoài, mà nhận định không phải do căn trần tiếp xúc, thì cũng đã là một cái sự nhận định đó. Thì thức đang nhận định trên căn không có thấy trần, đúng không? Thức đang nhận định là cái lỗ tai không có nghe âm thanh. Đó, chúng ta phải thấy chỗ này, cái tri kiến đó chúng ta cũng phải thấy biết là không phải. Nhưng mà nó không phải là tánh thấy. Đừng có hiểu lầm cái chỗ này. Đó thì như vậy là chúng ta vẫn còn cái biết để biết được cái con mắt mình không thấy. Thì cái biết đó nó đang hoạt dụng ở nơi thân. Biết đó chính là thức. Thì ngay cái khoảnh khắc mà con mắt không thấy sắc trần, đúng không? Ngay cái khoảnh khắc chúng ta đang nhận định con mắt chúng ta không thấy sắc trần, thì khoảnh khắc đó là thức vẫn thanh tịnh. Căn trần thức khoảnh khắc đó đang thanh tịnh hiện hữu. Nếu chúng ta ở thường hằng ở cảnh giới thanh tịnh này mà chúng ta không có tuột xuống dưới á, thì gọi là chúng ta đã thấy biết đạo lý đúng đắn. Nhưng chưa phải, đó chỉ là cái bờ mé của ý thức thôi. Chúng ta phải qua được cái này một khoen, để cho ngay cái khoen mà chúng ta thấu hiểu được căn trần thức đang thanh tịnh hiện tiền đó đó, thì không có phải là chúng ta còn đang ở đó để thấy ba này thanh tịnh hiện tiền. Làm sao mà chúng ta nhận rõ ba cái này là thanh tịnh hiện tiền, đúng không? Nhưng mà khoảnh khắc ba cái này thanh tịnh hiện tiền đó là không có ta để thấy, mà có cái thấy không giống từ trước đến giờ hiện ra. Nó có một cái nhận định hoàn toàn khác hẳn cả cuộc đời của mình, mà mình vẫn tỏ thông, chứ không phải là cái thấy quen thuộc nữa. Mà lạ lùng lúc đó thì không phải là cái thấy của mắt, không phải là cái nghe của tai nữa, mà lúc đó là một cái sự nhận biết không phải mắt tai mũi lưỡi thân ý này lộ ra. Cái hiện tiền thanh tịnh không phải do căn trần và thức hiện ra trong cái khoảnh khắc chúng ta nhận được căn trần thức thanh tịnh nha. Chúng ta phải qua được cái bước là nhận được căn trần thức đang thanh tịnh hiện tiền này. Có rất là nhiều người lầm chỗ này. Khi mà chúng ta thấy được căn trần thức thanh tịnh tức là chúng ta ngộ đạo. Xin thưa, chưa phải là vẫn còn hiện hữu căn trần và thức. Đừng có nói chỗ này là ngộ đạo, là lầm. Chúng ta sẽ trở lại phàm phu. Chỗ này chúng ta phải chết đi mình một lần, thì căn trần thức vẫn nguyên là thanh tịnh như vậy. Nhưng
chúng ta lại có một cái thấy không phải là căn trần thức, thì tự động chúng ta sẽ thấy một cái gì đó nó không phải là mới, nó không phải là cũ, nhưng mà không phải là cái thấy quen thuộc. Đó là cái thấy của trí, thấy cùng tột tất cả tri kiến. Thấy tới đó mới gọi là thấy trùng vọng. Tri kiến có nghĩa là cái thấy biết của mình. Mà muốn thấy cùng tột cái thấy biết này thì một phen phải không còn dính vô thân và tâm để thấy nữa, thì mới gọi là thấy biết cùng tột. Đây là cái chỗ mà hết sức chuyên môn. Chứ nếu không mà dùng từ là thấy cùng tột tất cả tri kiến là chúng ta không bao giờ thấy nữa. Chúng ta không hiểu được cái chỗ này. Chỗ này không phải là cái đầu có thể gá vô được, tại vì cái đầu gá vô là đã có cái sự phân biệt rồi, không? Nhưng mình phải tới cái chỗ căn trần và thức thanh tịnh đi, phải bước tới cửa ngõ này. Và trong cái khoảnh khắc mà căn trần và thức của mình đang thanh tịnh đó đó, nếu như mình khéo léo chết đi tới cửa ngõ phải chết, là mình phải buông tay chết tức khắc, chứ không phải nhận đạo ngay chỗ này. Nghe chưa? Nhớ là chỗ này là nó gần kề đạo lý, chứ không phải là đạo để mình nhận. Trước cái khoảnh khắc căn trần thức là thanh tịnh, rất là nhiều người cho mình ngộ đạo là nhận chỗ này là đạo. Rồi bây giờ tu để lắng tâm, để cho tới chỗ căn trần thức thanh tịnh là nhận đạo. Lúc nào tâm mình nó thanh tịnh, mình nghe cái âm thanh mà không phân biệt, cái mắt mình thấy không phân biệt, mình cho chỗ đó là đạo. Chưa phải bờ mé, nó chính là bờ mé cần thiết để chết. Và một phen mà quý vị đến cái chỗ mà căn trần thức thanh tịnh này ha, chúng ta buông một cái đó ha, để cho mất thân mạng này rồi, thì quý vị thấy một cái phúc biến hiện kỳ lạ xảy ra. Chứ không phải thấy từ xưa giờ mình còn nguyên mình đâu, không phải mất mình. Mà cái khoảnh khắc mất mình nó gây một cái sự chấn động đại địa này, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Phút chốc đó là mấy ông thổ địa long thần là bị rung rinh, sập nhà sập cửa hết đó. Chứ không phải chuyện bình thường đâu. Cái phút đó một người mà dậm một cái ra ngoài tam giới này không phải chuyện đơn giản. Chúng tôi nói là dậm bể cái hư không này để bước ra thì chấn động của tam thiên đại thiên này, chứ không phải là cái cõi đại địa này đâu. Không phải chuyện đơn giản nghi cái phút chốc căn trần thức thanh tịnh. Nhưng mà rất là nhiều người tới cái chỗ căn thần thức thanh tịnh, họ nhận chỗ đó là đạo. Thì vậy là cũng vẫn chơi với tâm thức thôi, đi lòng vòng. Tới chỗ này phải đạt tới cái chỗ cùng tột tri kiến, tức là vượt ra ngoài tri kiến, mà vượt lên tri kiến mới thật là tri kiến. Tức là thấy biết không phải là thấy biết. Thì đó mới là cái gốc của giác ngộ, giống như Đức Phật nói đoạn trước. Còn tri kiến mà còn ở trong tri kiến để thấy biết, tức là còn thấy biết mà. Thấy biết là thấy biết. Bây giờ mình khẳng định đây là cái thấy biết của mình, mà là thấy biết thanh tịnh, là cũng là gốc của vô minh. Không, cái đoạn trước Đức Phật nói rõ điều này. Thật ra phải thấy gọi là vượt tầm tri kiến. Tức là lúc đó nó hiện hữu cái nhận rõ căn trần nha, chứ không phải là mất. Nhưng một thoáng choáng ngợp toàn thân tâm của mình. Chúng ta phải nói vậy, nó dường như là một cái sự choáng ngợp. Nếu tưởng tượng như chúng ta bị đánh một cái mà xẹt lửa, choáng váng như vậy đó. Mất hẳn tất cả những phân biệt thấy nghe hay biết của thân tâm cũ của mình. Lúc đó nó hiện ra cái rõ biết tỏ thông mà không có giống từ trước đến giờ. Và rực sáng cái trần gian này lên một phen. Lúc đó là toàn bộ những cái này đều rực rỡ hào quang. Toàn bộ pháp giới trong cái khoảnh khắc đó rực rỡ hào quang. Đó chính là cảnh giới Tây Phương cực lạc đó. Tất cả mọi điều, mọi cái đều đẹp rực rỡ. Khi mà mang cái thân ô trọc này còn kẹt trong cái thức phân biệt á, thì cái phân biệt của mình làm cho mình nhỏ nhiệm ra, làm cho mình đen tối đi, cho nên mình thấy cảnh vật nó chỉ là như vậy thôi à. Nhưng mà phút chốc đó đó hả, cái hoa này á, nó chiếu rọi hào quang sáng cả 10 muôn pháp giới luôn, chứ không phải là nó như cái hoa bình thường đâu. Mọi cái đều rực rỡ hào quang tương đồng với hào quang của Phật đang phát hiện. Vì tại vì đó là Phật cảnh giới rồi, cho nên mọi cảnh giới đều hiện hữu Phật ra. Cho nên đến cái mức độ mà tình dữ vô tình tề thành Phật đạo là cái cảnh giới này nè.
Phải tới cái cảnh giới đó mới thực sự là phá vỡ căn trần, mới gọi là thấy phát sáng cùng tột tất cả những tri kiến. Đó là cái chỗ duy nhất mà Ngài Xá Lợi Phất muốn nói, muốn trình bày. Thật ra đã là đệ tử duy nhất của Đức Phật mà trình tri kiến thì quý vị thấy không phải tầm thường, không phải là người tầm thường. Thật ra chứ nếu mà chúng ta không có nói tới những cái chỗ này, chúng ta cứ nghĩ Ngài Xá Lợi Phất bình thường, nó không có bình thường. Ngài đã nhập trong Phật cảnh giới để tỏ thông pháp giới mười phương trong suốt cái lộ trình sống của mình, đã trải qua nhiều ngàn kiếp như vậy rồi. Tất cả những pháp giới, những biến hiện đều tỏ thông không lầm lẫn rồi. Cho nên đến đây, đến cái pháp hội của Đức Phật, bổn sư của mình, thì Ngài Xá Lợi Phất phát nguyện tới để hộ pháp, hộ cho cái dòng pháp của Đức Phật, cùng với Đức Phật giúp ích cái cõi đời này. Không phải là mỗi người bình thường mà có được tri kiến này. Ra khi mà thấy biết là chúng ta phải cùng tận tất cả những cái thấy biết như vậy, đi tận cùng tất cả những cái thấy biết của thân tâm và đi cùng đường nó rồi thì sẽ có con đường rộng mở. Còn nếu không là chúng ta sẽ tiếp tục lầm lẫn. Nói thành ra hiểu về cái thức, chúng ta phải hiểu cho tới như vậy. Chứ nếu không, chúng ta từ xưa giờ thấy cái kiểu học đạo thông thường của mình, thức là sự phân biệt so sánh, đúng không? Từ xưa chúng ta học cái thức là chừng đó, đúng không? Có ai học cái thức định nghĩa khác hơn không? Có. Nhưng mà thật sự thức là cái rõ biết hiện tiền đang thanh tịnh. Căn cũng là cái sự hiện hữu thanh tịnh. Trần cũng là sự hiện hữu thanh tịnh. Cả ba đang hiện hữu thanh tịnh đó. Nhưng mà ba cái anh này hiện hữu thanh tịnh nhưng mà chưa phải là đạo. Nó chỉ là cái hiện hữu thanh tịnh của căn, trần và thức mà thôi. Nếu ai lỡ có tới đây thì nên biết như vậy. Vì vậy là chúng ta phải chết đi cái hiện hữu căn trần thức thanh tịnh này, chúng ta mới ra ngoài cửa ngõ phàm phu, vượt qua ngoài thân căn. Còn nếu không là chúng ta vẫn lẩn quẩn trở lại. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên đừng có nghĩ là thức là ô trọc là chúng ta sai rồi. Đừng nghĩ căn chúng ta ô nhiễm là chúng ta sai rồi. Đừng nghĩ trần ô nhiễm là chúng ta sai rồi. Không có cái gì ô nhiễm cả. Ô nhiễm là cái thấy sai của mình. Chứ thế gian này chưa từng có một mảy may nào ô nhiễm, chưa từng có một mảy may nào ô trọc, chưa từng có. Mỗi nơi thế gian này đều rất thanh tịnh. Đó là cái thấy cùng tột tri kiến. Nếu mà ngày nào chúng ta còn thấy thế gian này có một cái sự sai biệt để không thanh tịnh thì ngày đó là chưa thấy cùng tột các tri kiến hiểu biết của mình. Cho nên chúng ta phải thấy tới một cái tầm đó. Mỗi đều rất thanh tịnh. Từng khoảnh khắc xảy ra trong không gian, trong thời gian đều rất là thanh tịnh. Chứ không có ô trọc. Ô trọc là do cái đầu của mình, do bản ngã của mình nó kéo mình xuống cái tầng thấp, để mình thấy theo cái kiểu thấy riêng tư, để mình hiểu theo cái kiểu hiểu riêng tư của chính mình. Thấp thổi của mình đã làm cho trần gian này ô trọc theo cái nhìn của chính mình. Mình nhìn thấy thế gian này ô trọc theo cái gì? Theo cái hiểu biết của mình. Mình hiểu tới đâu thì cái người kia ô trọc tới đó. Vợ tôi nói thiệt nha, tôi theo dõi cái ông đó lâu rồi, đúng không? Tôi nghiên cứu, tôi suy tầm ông đó lâu rồi. Ông đó đi bước nào tôi biết bước đó, ông làm gì tôi biết đó. Cho nên tôi dám chắc rằng ông này không thanh tịnh. Đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà đúng theo cái kiểu mày mò của vọng tưởng. Chính cái vọng tưởng nó làm mình hiểu biết cái sự vật theo cái kiến giải kiến thức của chính nó, cho mình không ra ngoài cái thấy riêng tư của chính mình. Cho nên mình kết luận một sự việc chỉ trong dòng tri kiến của mình mà thôi, trong cái sự hiểu biết của mình để mình nhận định sự việc. Chứ bao giờ mình thấy ra ngoài cái hiểu biết mình để mình thấy đến sự thật của sự việc đó hay chưa? Chưa. Chưa có ai có cái nhận định này. Cho nên mọi người đều được mình nhận xét bằng cái gì? Bằng kiến thức của mình đặt để trên người đó. Chứ không phải là người đó, mình thấy người đó đúng như người đó đang hiện hữu. Chưa từng ai có điều này. Và tất cả các pháp đều được mình nhận định theo cái chiều kiến thức riêng tư nhỏ nhiệm của chính mình, theo cái học thức, theo cái tri kiến của chính mình, theo ký ức của chính mình, mà sự vật sự việc đều biến thành cái tri kiến nhỏ nhiệm của mình mà thôi. Phật cảnh giới đang hiện ở đây, nhưng mà mình nhìn theo cái nhìn phàm phu, cho nên ở đây trở thành phàm phu. Chứ còn Phật lúc nào cũng hiện tiền. Chúng ta đang ở trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi nè.
chúng ta đang ở trong cảnh giới Phật rồi nè, nhưng mà mình nhìn theo cái nhìn của phàm phu, cho nên bây giờ Tây Phương Cực Lạc biến thành cõi phàm mà mình đang khổ đau. Chứ chỗ này đâu có khổ, đâu có vui gì đâu. Chỗ này không có cái màu sắc của khổ, cho nên chỗ này đang cực lạc, phải nói như vậy. Cõi giới cực lạc đang hiện hữu ngay tại đây, nhưng mình đâu chịu đâu. Tại vì bao nhiêu cái tri kiến, bao nhiêu cái tri thức, bao nhiêu sự học hỏi của mình, bao nhiêu cái sự quân tập của mình, nó không cho phép mình thấy đúng sự thật của mọi vấn đề, mà phải thấy theo cái hiểu của mình đã uốn cong, đã bẻ dạy của nó từ trước tới giờ rồi, mình thấy theo cái thấy đó thôi. Làm sao mà dám thấy ra khỏi cái đang có của chính mình, thấy vượt ngoài những tri kiến đang có của mình đi, thì mọi cái, mọi điều nó sẽ hiện đúng như nó đang hiện. Nhưng mình đâu có để cho mọi điều đúng như nó đang hiện đâu. Mình khuấy động mọi điều, mình để tô son, để rét phấn, làm đẹp, làm dơ mọi điều. Mình làm dơ cái trần gian này do mình. Mình làm dơ cảnh giới Phật chứ không phải làm dơ trần gian. Cảnh giới Phật lúc nào cũng hiện, nhưng mà mình biến Phật thành phàm phu theo cái thấy biết của chính mình. Mình biến mọi điều thành ô nhiễm theo cái tri kiến riêng tư của chính mình. Chứ còn chưa có cái gì là ô nhiễm từ trước đến giờ. Tất cả những cái đang hiện hữu ở đây đều là hiện bằng Phật hiện, hiện trong cái cõi giới Phật, trong cảnh giới Phật. Phật luôn luôn hiện tiền. Đó, phải thấy tùng cùng tột tri kiến, chúng ta phải thấy tới đây đi. Để rồi khi mà mình thấy đúng, thấy sai là lỗi lầm của mình. Đúng không? Phải thấy rõ ràng đó là lỗi lầm của mình. Chứ không phải người đó đúng, không phải người đó sai. Tại mình đã lầm nhận sự thật. Cho nên phân biệt so sánh xảy ra. Không phải là lầm nhận sự thật, mà chúng ta không chấp nhận sự thật đang hiện hữu. Chúng ta không chấp nhận cái thanh tịnh hiện tiền, cho nên là chúng ta thấy cái này thành dao động. Cho nên mọi điều nó thành phức tạp theo cái thấy của chính mình. Chứ còn mình đơn giản quá mọi điều, mình đừng có chuẩn bị để thấy cái này theo cái gì hết, đừng chuẩn bị để nghe cái này theo cái gì hết. Nghe một cách rất là vô tư hồn nhiên đi. Chứ đừng có chuẩn bị nghe đây là nghe pháp, đừng có chuẩn bị nghe đây là nghe cái chuyện làm ăn, đừng có chuẩn bị gì hết. Tất cả những sự chuẩn bị nó mất hết đi. Để rồi cái gì hiện ra là chúng ta tỏ thông cái đó. Đủ rồi. Không có chuẩn bị. Không có chuẩn bị là không có tri kiến. Không có tri kiến thì cái thấy biết hiện tiền thanh tịnh. Còn có một chút xíu chuẩn bị thì chắc chắn là sẽ có tri kiến. Có ta, có người hiện ở đây. Tức là cái cài luôn luôn đi trước con trâu. Đúng ra thì con trâu nó kéo cái cài, nhưng mà mình để cái càng trước để mình ủi chứ không phải mình kéo. Thật ra mọi điều nó bị lộn mèo hết rồi. Bị lộn ngược, nó không thấy đúng vấn đề. Cho nên đó là Đức Phật nói mình đang thấy biết điên đảo. Mà rõ ràng là mình bị điên đảo bởi cái thấy lầm của mình. Sâu thẳm cái lỗi của mình là gì? Là mình thấy có mình ở đâu đó. Mình ở đâu đó mình không có xác định rõ ràng lắm. Thật sự hỏi mình là cái gì, bây giờ trả lời mình cũng còn lúng túng nữa. Nhưng mà mình ngầm ở sâu ở trong mình thấy có mình ở đâu đó. Ở đâu thì không biết ở đâu, nhưng mà mình ngon lắm. Mình ngon lắm, không ai bằng mình hết trơn. Nhiều khi ông trời hiện ra chưa chắc ông bằng mình nữa. Mình ngon lắm, mình là cái gì ở đâu á. Quý trọng lắm, cao sang lắm, cao cả lắm. Đừng ai đụng tới rồi nha. Đụng tới là có chuyện liền. Thì như vậy là đụng tới mắt là có chuyện, đụng tới tay là có chuyện, nghe qua là đúng sai hay dở liền. Bởi vì mình muốn bảo thủ cái đẹp của cái mình gì ở đâu á, mình cũng không biết mình gì là cái gì, nhưng mà phải bỏ ra cả đời để bảo thủ nó. Mà mình là cái gì bây giờ hỏi thiệt lại ai trả lời một câu cho nó gọn coi, mình là cái gì? Mình là cái gì mình chưa biết. Mình cũng mù mờ, mình cũng cảm giác có cái gì đó. Quan trọng lắm ở đây. Mình xuất hiện ở đâu là mình là một nhân vật quan trọng lắm. Mình là một cái gì nó ghê gớm lắm vậy đó. Tức là sâu bên trong mình đã ngầm, đã củng cố mình rồi, trở thành trụ đồng rồi, trở thành núi tu di rồi, chứ không có ai được quyền đụng tới nó. Vì vậy mà công phu cũng nương theo mình để mà tu tập. Công phu phải làm sao để cho mình bớt vọng tưởng. Công phu phải làm sao cho mình được chứng, được đắc. Thì được bớt vọng tưởng cũng là mình, bớt vọng tưởng rồi chứng đắc thì cũng là mình chứng đắc. Tức là làm dày thêm cái mình chứ không buông cái mình ra được.
Đó là cái mà chúng ta phải thấy bằng những cái tri kiến thấy biết nhiều ngõ ngách ở trong tâm hồn mình, phải thấy cùng tột nó mới gọi là phát sáng trí huệ. Nhưng chứ không phải phát sáng trí huệ là chúng ta thấy này qua tới Mỹ, người bên kia đang đi làm gì, không cần, cái chuyện đó không cần thiết, sau này rồi sẽ tính. Nhưng mà cái gọi là cái phát sáng cái trí huệ của mình là buộc mình phải thấy tất cả những cái ngõ ngách tâm hồn của mình, không được lầm lẫn, thấy cùng tột tất cả mọi cái đúng sai hay dở sâu cạn của chính mình, thì mới gọi là thấy cùng tột tất cả tri kiến. Và tất cả mọi điều hiện hữu trong thế gian này như thế nào, chúng ta sẽ nhận rõ đến mức độ cùng tột của nó như thế đó, là căn trần thức đang thực sự thanh tịnh. Chúng ta phải nhận rõ nó. Thấy như vậy, để rồi mình sao? Mình không có cách nào để mà làm cho cái cõi Phật này thành nhân gian được. Cho nên mình sống trong cảnh Phật, trong cảnh giới Phật, trong cõi giới Phật một cách rất là bình an và thanh tịnh này. Không ai ra khỏi cõi giới Phật đâu. Nhưng mà mình cố gắng, mình cố tình, thấy chưa? Mình xuống cái cõi phàm phu để mình giận ông này, mình giận bà kia chơi vậy thôi. Ở cõi giới Phật chắc có lẽ là không có cảm giác. Không có cảm giác. Mình nghĩ là mình giận cái cho nó đã gì đó, mình buồn cái cho nó gì đó, nó có một chút cảm giác mình mới chịu. Chứ mà sống mà trơ trơ nó không có cảm giác gì. Nhưng mà thật sự khi mà chúng ta thấy biết đúng như vậy rồi, không còn nói tới cái cảm giác của thân tâm nữa, mà là cái cõi giới phúc lạc bình yên. Đây là một điều lạ, nó vượt tầm tất cả những cái tưởng tượng của mình. Khi mà rớt vào cái cảnh giới đó rồi là cái phúc lạc tràn ngập cái pháp giới mười phương này. Cho nên nói là an trú hay không an trú cũng không có được với nó. Tại vì nó vốn là như vậy rồi, không cần chúng ta an trú hay không an trú vậy hết. Nên nói an trú trong hiện tại cũng là một lối gượng nói thôi, chứ thật sự không có chỗ để an trú. Tại vì mình cũng không an được. Nó vốn là thanh tịnh và an lạc như vậy rồi. Không cần giữ hay là không giữ, nó vốn là thanh tịnh an lạc rồi. Không cần thêm, không cần bớt chút nào nữa hết. Đó là Phật cảnh giới, đó là cùng tột tri kiến mà Ngài Xá Lợi Phật muốn nói. Rồi tất cả những cái biến hiện thế gian là một phen hiện hữu, thì hiện hữu trong gì? Nói cái từ thế gian và sức thế gian, nhưng mà thực sự không có thế gian mà không có sức thế gian. Nó chỉ là một cái sự hiện hữu thanh tịnh hiện tiền thôi. Thật ra là cái đó nó hiện hữu như nó đang hiện hữu, cho chúng ta thêm cũng được, chúng ta bớt cũng được nữa. Không có trả giá được nữa. Hết đường để trả giá rồi. Nó là khi một phen một hành giả tu tập đến một cái chỗ là không còn tiến, không còn lùi, không còn lấy, không còn bỏ, không còn thêm, không còn bớt được cái gì nữa, thì đó là Phật cảnh giới đang hiện ra. Mà ở thế gian này nó vốn là như vậy nha. Chỉ còn cái là mình thấy cái này không thanh tịnh thì mình nghĩ là cái này nó không thanh tịnh. Chứ thực sự là cái này nó đã thanh tịnh từ lâu lắm rồi. Nhưng mà do cái đầu mình nó làm nhơ đi cái chuyện đó. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ làm được cái này nó ô trọc, nhưng mà không được. Cái này nó mãi mãi thanh tịnh cho đến khi nào mà mình ngộ đạo, mình thật sự mình giật mình ra, ủa sao pháp giới nó thanh tịnh lâu quá rồi mà mình không hay. Mình đã ở trong đó lâu rồi, cho nên một phen một người ngộ đạo là tự nhiên giật mình, giống như Ngài Lục Tổ răng là ngào nhờ gì, từ xưa nay tự tánh chúng ta thanh tịnh. Tự tánh là nói hơi bị thừa, chứ nào ngờ cái pháp giới này là đúng hơn. Cả cái pháp giới này nào ngờ của nó từ xưa giờ nó vốn tự thanh tịnh, chứ không phải là tự tánh thanh tịnh nữa. Cho nên nó là sau khi nào ngờ tự tánh chúng ta vốn tự thanh tịnh thì phải còn 15 năm sau mới lên tòa thuyết pháp. Chứ nếu mà nào ngờ pháp giới là thanh tịnh là thuyết pháp liền rồi. Vì cái chỗ ngộ là nào ngờ tự tánh chúng ta xưa nay vốn tự thanh tịnh đó đó mà phải 15 năm nữa. Tại vì thấy tự tánh thanh tịnh thôi, chứ chưa thấy cùng tột tri kiến là pháp giới này là Phật giới. Nếu mà phen thấy pháp giới này là Phật giới rồi thì có thể thuyết pháp độ sanh liền tức khắc. Cho nên 15 năm công phu đối với ở chung, đối với cái tướng cướp, đối với những người thợ săn rồi, đó là 15 năm để cuối cùng một cư sĩ thấy trọn vẹn cái thấy biết của mình là pháp giới này vốn tự thanh tịnh chứ không còn là tự tánh thanh tịnh nữa, thì lúc đó là làm lục tổ. Lúc đó mới thực sự là lục tổ. Chứ còn thấy tự tánh thanh tịnh thì chưa tới nữa, chưa phải là lục tổ. Đoạn đó vẫn còn một khúc công phu. Đó, cho nên là chúng ta phải thấy được cái thấy biết ở trong Phật đạo mà cùng tột cái tri kiến là cái gì. Từ cái chỗ ô trượt cho tới thanh tịnh chúng ta thấy không còn nữa. Không còn có hai,
Cho nên một phen chúng ta nhúc nhích có một cái không phải chỉ cần một cái gợi lăng tăng nơi mình, nó thấy có một cái sự sai biệt trong cái thấy nghe hay biết của chúng ta ngay tại đây, thì là chúng ta đang đi vào con đường lầm lẫn tiếp nối, mê muội tiếp nối, vô minh tiếp nối. Cái vô minh không có nghĩa là mình bị che mờ, bị che tối ngàn đời ngàn kiếp do sinh tử gì, không phải vậy. Vô minh là cái thấy biết, cái tri kiến lầm lẫn ngay hiện tiền này nè. Chúng ta không nhận rõ cái pháp giới Phật đang hiện trước mắt mình thì tất cả chúng ta đều là vô minh. Mỗi mỗi đã là Phật cảnh giới rồi, mỗi mỗi đều là con mắt của Phật rồi, thì không lấy cái chỗ nào để cho mình làm sai quấy được nữa. Hết chỗ để có thể là bất tịnh rồi, hết đường để có thể chúng ta giải dụa được rồi. Và chúng ta không còn cách nào để ra khỏi sự thanh tịnh hiện tiền của pháp giới này cả. Thì lúc đó là lúc mà cái phát sáng cùng tột tất cả các tri kiến mà Ngài Xá Lợi Phất đã trình ở đây. Thì đó là cái nhãn thức bậc nhất của Ngài Xá Lợi Phất. Khi Ngài đã tu chứng tới cái quả vị này, Ngài sẽ đạt tới quả vị này. Và đó là kiến giải của Ngài Xá Lợi Phất khi trình với Đức Phật và đại chúng, khi mà Đức Phật chọn cái căn viên thông. Thì chắc là chúng tôi sẽ ngưng cái buổi nói chuyện buổi sáng nay ở đây. Rồi bây giờ chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng phương trí sinh.